Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Khi còn ở trong phòng khách, Phật tử đại diện vừa đề nghị là hôm nay đó đang trong mùa an cư và cũng cái mùa Vu Lan báo hiếu đó, khoảng 2 tháng nữa trở về, cho nên đề nghị là hôm nay nói về đề tài báo hiếu. Chúng tôi xin nói đôi điều về gương hiếu Đức Mục Kiền Liên mà tất cả Phật tử theo truyền thống Bắc Tông đó đều nắm biết rất rõ về nội dung kinh Vu Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Trong cuộc đời của Đức Mục Kiền Liên, điểm nổi bật nhất đó, trong lịch sử đó, không phải là chữ hiếu mà là thần thông đệ nhất. Thần thông hiểu hôm nay như là cái năng lượng đặc biệt sau một quá trình tu tập. Tất cả những cái giác quan thông thường nó được nâng cao lên, làm cho ngài có thể thấy không bị giới hạn về vật lý, là thiên nhãn thông. Nghe không bị gián cách bởi vật lý, là thiên nhĩ thông. Vận hành, bay, động thổ, xuống nước, vào ngay cả trong núi thẳm, đó là thần túc thông. Dù là những cái phương pháp và những cái năng lực đặc biệt như vừa nêu, các vị đạo sĩ của các tôn giáo khác có thể đạt được, nhưng loại thần thông quan trọng nhất mà Đức Phật dạy đó là lậu tạng thông, tức là năng lực tuệ giác lớn, chuyển hóa hết tất cả được nỗi khổ niềm đau và thấy rõ được rằng là nỗi khổ niềm đau đó đã được kết thúc. Lậu đó là phiền não, nghiệp chướng, trần ô, khổ đau, tham, sân, si và những tâm lý tiêu cực khác. Tận nó là kết thúc, kết thúc một cách dứt điểm, không hề còn bất cứ một dư tàn nào, một âm hưởng nào, một ấn tượng nào. Ngài nổi tiếng về thần thông, nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì hình ảnh nổi tiếng về thần thông đó nó bị phai mờ, và thế vào đó là gương hạnh báo hiếu đặc biệt của ngài, và đó cũng là lý do bộ kinh Vu Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ có mặt. Sở dĩ cái điểm nhấn này được đề cao là vì trong một kiếp quá khứ, ngài Mục Kiền Liên là một người bất hiếu nặng lắm. Cha mẹ của ngài Mục Kiền Liên trong tiền thân đó rất là thương ngài. Gia đình chỉ có một đứa con trai duy nhất là ngài. Ngài cũng rất là hiếu kính cha mẹ trong giai đoạn đầu. Nhưng kể từ khi đem lòng yêu thương một bóng hồng, mà sau này đó, trở thành vợ và chồng, thì người vợ đó đó có một cái tính cách rất là ích kỷ về tình thương, cho nên đẩy ngài Mục Kiền Liên vào một cái thế lựa chọn giữa tình và hiếu. Bà đưa ra điều kiện như thế này: nếu thật sự thương yêu bà đó thì không nên san sẻ bất kỳ một tình thương yêu nào cho mẹ và cha. Trong khi đó đó thì mẹ và cha của ngài Mục Kiền Liên đã đến tuổi già, mất sức lao động và bị rơi vào tình trạng mù lòa. Sắc đẹp của người vợ nghiêng thùng đổ nước đã làm cho Mục Kiền Liên tá hỏa tâm tinh.
đắm đuối trước cái sắc đẹp, và cái điều kiện quá khắc khe đó làm cho một người ly đã không còn sáng suốt nữa. Thương mẹ mình một cách thầm lặng, thương cha một cách thầm lặng, rồi dần dà cũng bị người vợ phát hiện ra. Và cuối cùng người vợ yêu cầu nếu không từ bỏ mẹ và cha đó thì hai bên ly dị với nhau. Một người đàn ông khi còn nhỏ thì lệ thuộc vào mẹ và cha, lớn lên đến tuổi thanh niên đó, tình yêu chớm nở bắt đầu cái tình thương kính cha mẹ giảm dần. Người nữ thì vẫn còn duy trì, thậm chí là khi trở về làm dâu của một họ tộc nào đó, người nữ vẫn còn tiếp tục duy trì cái tình thương kính đối với mẹ và cha, còn người nam đó giảm dần, vắng dần, yếu dần, ít dần, và đến lúc quên mất luôn. Đó là điều mà Đức Phật nói trong kinh Báo Ơn Phụ Mẫu đấy. Tâm lý giới tính về thương kính cha mẹ giữa nam và nữ đó có phần khác nhau rất căn bản. Và một kiền liên trong tiền thân nó rơi vào cái tình huống này. Bị sức ép nhiều quá mà không muốn mất người vợ đẹp. Một kiền liên đành là phải vẫy tay chào với cha mẹ ruột của mình. Ông bà đã đến tuổi gần đất xa trời, mất sức lao động, mù lòa. Làm sao mà sống nếu không có đứa con? Dụ dỗ cha mẹ mình ngồi trên chiếc xe lăn đẩy đến một cái khu vực thẳm và nói rằng đây là một cái nơi du lịch rất là đẹp. Một kiền liên chắn một cái hai cục đá trước cái bánh xe đó, rồi giả vờ như là sơ ý tay đập vào thân thể của cha mẹ để sự cử động đó làm cho chiếc xe nó lắc và rung rớt xuống. Trong lúc mà những cái động tác lắc và rung là như vậy diễn ra đó, thì một người liên khôn đó nói là mẹ cha ơi, con chắc phải đi công việc, bố mẹ ngồi đây chờ con, lát nữa con sẽ lại con rước. Thì vừa nói xong đi chừng 2 phút xong ông tạo ra cái động tác đó, thì cha và mẹ có cảm giác rằng là giặc hải tặc đó đến để cướp. Thì lúc đó là ông bà truy hô rất là lớn: Mục Liên ơi, con hãy xa lánh đi, đừng trở lại đây, đang có hải tặc, con hãy chạy thật là xa, bằng không đó mạng sống khó có thể được bảo toàn. Thì lúc mà ông bà bị chính Mục Liên đánh thì ông bà truy hô là những cái tiếng mong cứu đứa con của mình, sợ rằng là con của mình cũng bị trở thành nạn nhân như chính mình. Vì si mê tình yêu, Mục Kiền Liên đã trở thành kẻ bất hiếu và nặng tay quá, cho nên chiếc xe đã rớt xuống vực thẳm và mẹ và cha đã chết. Câu chuyện này đã được ghi nhận ở trong văn học Bali. Ở trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông chúng ta ít được biết đến. Theo đạo đức học Phật giáo đó, cái tội bất hiếu với cha và mẹ là nặng lắm. Nó nặng hơn bất kỳ một cái tội nào ở trên cuộc đời. Có lẽ đạo Phật là tôn giáo đầu tiên nâng vai trò của cha mẹ lên ngang bằng với cái người sáng tạo ra tôn giáo, ở đây là Đức Phật. Cho nên Ngài đã định nghĩa mẹ và cha là hai vị Phật ở trong nhà. Đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Ta thấy cái mức độ nâng lên đó, làm cho cái vai trò của cha mẹ trở thành là cao thượng, vĩ đại, lớn. Nếu như một người con nào đó mà thiếu đi chất liệu tâm hiếu đó, thì chất liệu tâm Phật và sự giác ngộ sẽ khó có thể nảy nở sinh sôi. Và do đó, làm từ thiện xã hội, dấn thân trong cuộc đời, chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, nếu như
đương sự đó đó không thể hiện được hiếu thảo, hiếu kính, hiếu tâm, hiếu hạnh với cha mẹ ruột thịt của mình, thì các hành động dấn thân xã hội đó nó chỉ có một ý nghĩa rất ít. Phạm tội giết cha mẹ được gọi là tội nghịch, và đó là trọng tội nặng nhất ở trong các tội. Ở đây chúng ta thấy cái tình thương của cha mẹ ngày một kiện liên lây láng dành cho con trai của mình. Con trai của mình gài một cái bẫy mà mình là không biết, trước cái chết bị đánh đập còn nghĩ tưởng đến người con, tạo ra cái cảnh ngang trái đó. Và khi cái động tác lắc đẩy rớt xuống vực rồi thì một người liêm mới thức tỉnh, thì chuyện đã rồi, cha mẹ đã chết. Có lẽ đây là một trong những câu chuyện rất là hiếm ở trong dân học và Phật giáo nói về các câu chuyện tiền thân của chư Phật và vị Bồ Tát, mà nhân vật tiền thân đó đó là một kẻ bất hiếu đáng chê trách, và cũng là một người sợ vợ theo kiểu si tình, sợ vợ theo kiểu chiều vợ để cho cả gia đình hạnh phúc, tôn trọng vai trò, giá trị, sự đóng góp của nhau để loại trừ cái phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, cũng như là cái thái độ xem người nữ là phụ thuộc, rồi đổ lỗi hết tất cả trách nhiệm cho người nữ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, thì nó quá tốt đi không ạ? Lần này đó thì cái tính cách sợ vợ của một kiện liên trong tiền thân là vì sự đắm đuối cái mối tình với cái sắc đẹp đặc biệt diễm kỳ, mà lại có một cái tâm quá ích kỷ nhỏ nhoi, rồi cuối cùng đã đẩy gia đình vào cái chỗ tổn thất rất là lớn, mất đi một sự vật, hư hao một cái gì đó đó ta có thể gây dựng và làm mới lại được bằng nỗ lực chân chính sau một thời gian. Mất đi một người cha, một người mẹ đó là mất đi một cách vĩnh viễn. Nỗi đau mất mát đó nó không có gì bù đắp được. Đó là cái mất tự nhiên do bệnh, do tai nạn, do một sự cố nào đó. Còn đằng này đó, chính do bàn tay của người con bất hiếu tạo ra. Tòa án lương tâm dằn xé đương sự như thế nhiều lắm. Kể từ khi giết cha và mẹ như vậy, một người liên thì sống ở trong cái ngục tù của lương tâm, như là một kẻ tâm thần ấy. Tưởng chừng như làm việc như thế thì được hạnh phúc với vợ, rồi cũng không hạnh phúc được. Thì cái người mà ích kỷ đó sẽ luôn luôn đó đặt cái người mình thương và được thương vào cái thế lựa chọn, lựa chọn ở mức độ loại trừ. Nếu chấp nhận cái A thì phải buông bỏ cái B, cái C, cái D, mà lẽ ra B, C và D có mối liên hệ rất là mật thiết với cái A. Thì người mà có cái thái độ loại trừ như thế là người rất là ích kỷ. Cái tôi của người đó nó trở thành là cái trục xoay ở trong tất cả các mối quan hệ giữa con người với con người. Mà theo tâm lý học Phật giáo đó, cái người đó đang thiết lập những rào cản như là dây kẽm gai, dải trường sơn, dạng lý trường thành, và làm cho những người thương yêu có quan hệ thân thuộc với người đó đó cũng bị vạ lây. Cái tính cách ích kỷ của con người làm cho người ta nó buộc người khác, nếu giao du tiếp xúc đứng về phía liên minh với tôi thì các ông, các bà, các anh, các chị không được quyền đứng về phía người khác, mặc dù người khác đó đó không hề có mối quan hệ lẫn cận, lẫn đận hay là trục trặc gì với cái người bị áp lực ấy. Thế mà cái lòng ích kỷ đó làm cho người ích kỷ
có những thái độ ứng xử rất độc đoán và buộc tất cả mọi người phải tuân thủ theo mình. Vì tâm lý và thái độ ích kỷ của vợ Mục Kiền Liên mà ngài Mục Kiền Liên đã trở thành một người con bất hiếu. Trải qua nhiều kiếp thực tập đời sống đạo đức, ấy thế mà cái nghiệp bất hiếu đó vẫn chưa được kết thúc. Ở ngay đời làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca, là một vị có thần thông số 1, thiên biến vạn hóa, mà nhờ cái năng lực pháp thần thông màu nhiệm đó mà ngài đã hướng dẫn rất nhiều người ngoại đạo theo đạo Phật. Nhưng chính ngài bị chết một cách rất là khổ đau. Những kẻ ngoại đạo đem lòng ganh tị trước cái năng lực thần thông màu nhiệm của ngài Mục Kiền Liên, cho nên họ đã lên kế hoạch mai phục để giết chết. Ngài Mục Kiền Liên còn có cái thần thông biết được tâm lý, nhận thức và hành vi của con người, mà thuật ngữ gọi là tha tâm thông đó. Cho nên sự bày mưu lập kế, những bước đi, cách thức dàn xếp để mưu sát ngài, ngài nắm rõ lắm. Cho nên ngay cái thời điểm mà những kẻ ám sát đó vào để giết đó, thì ngài sử dụng thần thông tàng hình, vẫn có mặt ở trong ngôi chùa, nhưng mà những kẻ xấu đó không nhìn thấy được, chờ đợi suốt cả ngày đó, họ đã ra về. Trước khi ra về đó, họ hăm dọa nếu trong vòng ngày mai mà không gặp được Mục Kiền Liên đó thì ngôi chùa này sẽ trở thành là bình địa. Ngày hôm sau họ đến một lần nữa, ngài Mục Kiền Liên cũng dùng phép tàng hình, họ truy cứu, tìm kiếm, lục soát, không phát hiện ra. Và lần này đó họ hăm dọa nặng hơn, ngày mai là ngày cuối cùng, tức là Nhất Quả Tam, nếu như ông không xuất hiện, chẳng những ngôi chùa này mà tất cả các cư dân lân cận ở đây sẽ bị chết một cách cổ đau. Vì đọc biết được cái tâm trạng của họ, với lòng sân, với sự ganh tị, với hận thù, cho nên ngày thứ ba đó, ngày Mục Kiền Liên đã thể hiện nguyên hình, họ vào băm chặt rồi giết chết ngài. Ngài vẫn hoan hỷ để mà đón nhận nó. Sau đó đó thì họ lại dùng hàng trăm con dao khác chặt bầm thân thể ra thành từng mảnh vụn, vì sợ cái năng lực thần thông của ngài lớn quá đấy, có thể nối kết lại được, cho nên họ chẻ nhỏ ra hết. Rồi giết xong ngài, họ hả hê cười ra về. Nhưng mà một số văn bản lại ghi rõ đó là sau cái chết đó thì thân thể nó được ráp nối lại. Cái này nó hơi có chút huyền thoại, và điều đó đã làm cho những kẻ ngoại đạo giết ngài đó ăn hận và sám hối, nhưng cái chết đó cũng đã được diễn ra. Vấn đề mấu chốt trong câu chuyện này đó là cái nhân quả của cái tội nghịch giết cha đã đeo đuổi ngài Mục Kiền Liên rất là nhiều kiếp. Đến ngay cái kiếp chứng được đạo quả A La Hán với phép thần thông nhiệm màu ấy, thế mà ngài vẫn không tháo mở được cái nghiệp đó, bởi vì giết cha mẹ một cách bày mưu lập kế mà. Nó cũng y hệt lại cái quả mà ngài đã trả. Thì từ đó chúng ta đúc kết được một bài học, nhân quả là một cán cân công lý rất là chuẩn xác, không có ai có thể lũng đoạn được, làm nó thay đổi được. Tình trạng trắng thành đen, đen thành trắng có thể diễn ra trong luật pháp của thế nhân. Nếu người thẩm phán và những quan chức của tòa án không có lòng trung thực và không có tính cách chân nhân, thì sự hối lộ có thể làm cho bản án đó đi ngược lại
với sự thật và nó tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan. Còn trong nhân quả không thể có chuyện đó. Cái tiến trình của nhân quả diễn ra một cách rất tự nhiên ở trong tự thân của nó, không ai có thể can thiệp làm thay đổi cứ hướng đi của nhân quả ngoài những hành động sám hối một cách chân thành và hướng về cái nội dung của cái lỗi lầm đó được tạo ra và phải gieo trồng những hạt giống đối lập, thì nghiệp đó có thể được giảm đi theo cái quy luật bù trừ, nhưng nó không thể nào hết. Qua câu chuyện đó, ta cần phải ý thức nhiều hơn nữa về chính đời sống, bao gồm hành vi, lời nói, việc làm, ứng xử, giao tế. Có những cái đó mình thù ghét, giận hờn một người nào đó một cách rất là thầm lặng, người ta không biết, nhưng đừng nghĩ thế là không có nghiệp, bởi vì nghiệp được tạo và hình thành từ cái suy nghĩ của tâm, và tất cả những thứ đó nó không mất đi, nó đều có những cái hậu quả nặng hay nhẹ, nghiêm trọng hay bình thường. Và do đó ta cần phải hết sức khôn ngoan để loại trừ và tránh những cái tình trạng đó càng nhiều càng tốt. Bằng không đó, một cái hạt giống tiêu cực đã được gieo trồng, đến một lúc nào đó sự trổ quả có mặt đó, thì ta trở thành nạn nhân, tới lúc vượt qua không nổi. Ở trong kinh khi đề cập đến cái năng lực nhập thế và cái khả năng độ sinh, thì Đức Phật đã trả lời rằng là Ngài có ba điều làm được và ba điều không làm được. Một trong ba điều làm được và không làm được, nó có một điều đó, là Như Lai có thể độ vô lượng, vô số, vô bi chúng sinh, nhưng không thể nào độ cho một chúng sinh khi mà các cái nhân xấu của người đó đã đến hồi trổ quả, cả không được nữa. Ví dụ vị học đấy, người nào bị chứng bệnh ung thư chỉ còn 1-2 giờ hay là vài 3 phút là quá đề, là bởi vì cái sự sống trên toàn cơ thể thể hiện qua tim, não, thần kinh, các giác quan đã đang dần dần đi vào cái cõi chết và sự tắc liệm, thì dầu cho có bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể nào làm cho những cái tế bào đó sống lại ở trong một thời gian 1-2 tiếng được. Có thể 2 năm trước hoặc là 2-3 tháng trước đó, ta có thể trì hoãn và kéo dài cái tình trạng trị liệu đó, còn đã đến lúc mà cái chết nó phải diễn ra thì đành phải chấp nhận thôi, không có một sự lựa chọn khác. Thì cái nghiệp xấu của con người khi đến kỳ trổ quả nó cũng như thế thôi. Sau nhiều kiếp lánh nạn, nhưng mà có lẽ là Ngài Mục Kiền Liên nó không có được hướng dẫn tâm linh của đạo Phật đấy, bởi vì Đức Phật ra đời vào 26 thế kỷ trước, còn trước đó đâu có đó, cho nên ông đã không có được những cái phương pháp sám hối như ngày nay chúng ta có. Và do vậy cái hậu quả của cái nghiệp đó nó vẫn đeo đuổi và làm cho Ngài phải kết thúc mạng sống của mình bằng một cái khổ đau cùng cực, hàng trăm nhát dao băm chặt thành từng mảnh vụn, chỉ vì cái tội mưu giết chết cha mẹ ruột rất là thương tử chính mình. Đó là một tiền thân của Ngài Mục Liên. Trong kinh Du Lan mà tất cả chúng ta đọc tụng thọ trì tại các ngôi chùa Bắc Tông đó, thì Ngài Mục Kiền Liên được nổi tiếng bằng nhân cách hiếu thảo. Trong bản kinh này chúng ta thấy cái dẫn thể của nó đó, là sau khi chứng được 6 phép thần thông, Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thiên nhãn xem coi người mẹ ruột thịt của mình tái sanh về cảnh giới nào, vô cùng ngạc nhiên, buồn và thất vọng. Trong suốt thời gian tu tập á, hy vọng rằng là người mẹ của mình nương vào cái đức của người con đi tu
làm lành, lánh dữ, rèn luyện tâm cho thanh tịnh, nhưng không ngờ đó, do vì những nghiệp sâu ác và chết nhưng mà không có siêu thoát được. Chứ trong kinh nói là bà rơi vào cái cảnh giới ngạ quỷ. Bản kinh Du Lan mô tả một cách rất là đơn giản như vậy thôi, không nói cái nguyên do tại sao mà bà bị sống ở trong cái cảnh ngạ quỷ này. Rồi dân gian của Trung Hoa và dân gian Việt Nam đó hư cấu và tạo ra một cái kịch bản rằng là mẹ Ngài Mục Kiền Liên đó giết thịt chó cho các nhà sư ăn, chà đạp phỉ nhổ, mắng chửi Tam Bảo, cho nên chết đó xuống làm ngạ quỷ, bị trừng phạt rất là nặng nhọc ở dưới cái cảnh giới này. Thực ra đó, các cái hư cấu đó nó mang cái chất liệu giáo dục để răn nhắc người ta bỏ ác làm lành, chứ bằng không đó bị những hậu quả rất là nghiêm trọng. Trong tâm lý học của nhà Phật và nhất là tâm lý học tái sinh, việc mà một con người bám víu vào tất cả những gì mà mình có thể có hạnh phúc vì nó, chẳng hạn như là tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, uất hận, quan khiên, quán trái, và bất kỳ một sự tiếc nuối nào hoặc liên hệ đến thân, hoặc liên hệ đến tâm, nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, chương trình, kế hoạch đã còn dễ dàng, đều có khả năng làm cho hương linh không siêu thoát và tồn tại trong cảnh giới chỉ có đơn thuần là khối lượng nhận thức chứ không có thân thể vật lý. Và sự tồn tại đó đó thuộc ngữ nhà Phật gọi là thân trung ấm, tức là cái thân đó, là nói chúng ta dễ hình dung, chứ lúc đó là không có thân thể gì, nó là một cái trung ấm, tức là ấm đó, tức là tâm thức, trung đó, là trong giai đoạn chuyển tiếp trung gian giữa một cái đời sống vừa kết thúc và chuẩn bị hình thành ra một đời sống mới. Thời gian tồn tại trong cảnh giới cõi âm, tạm gọi như thế, lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ tâm lý chấp hay là buông xả của người ra đi. Nếu người đó đó chẳng hạn vừa mới cắt xong một căn nhà uy nga tráng lệ, chưa kịp khánh thành, cái chết diễn ra đột ngột, cho nên làm cho cái tâm lý bị ức chế, nhớ tưởng tiếc nuối về căn nhà đó, thì hương hồn có khả năng bị lãng quẩn, lãng vãng ở ngay phạm vi của căn nhà để tận mắt mình. Chứ thực tế chỉ là cái cảm giác thấy là mình đang sống hạnh phúc ở trong đó. Do vậy thế ta có thể xác định rõ theo cái mô tả của kinh Du Lan đó, không nhất thiết là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là một người tạo những cái nhân xấu ác như người ta đã hư cấu ở trong dân gian, giết các nhà con chó cho các nhà sư ăn để các nhà sư phạm giới. Không hề có dữ liệu nào trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa mô tả như vậy, nhưng mà dân gian người ta thêm thắt vào. Bản chất của sự không tái sanh được dưới cảnh giới ngạ quỷ là do vì sự chấp trước và tiếc nuối. Cho nên cái công việc của siêu độ đó làm thế nào để cho hương linh buông bỏ những thứ này mà ra đi. Dầu có thần thông nhiệm màu và số một trong hàng đệ tử Phật, Ngài Mục Kiền Liên cũng không thể nào một mình giúp cho mẹ của Ngài đang tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ được siêu. Lưu tiền đây chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ, là cái hình ảnh và tính cách của ma quỷ được kinh điển mô tả khác hoàn toàn với ma quỷ ở trong văn học dân gian, phim truyện của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Phim ma, truyện ma của Trung Quốc á, là ma quỷ nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng, tức là hai chân đó, nó không có co lại được, nó phải nhảy thôi.
Còn ma quỷ của phim ma trong nền văn hóa Mỹ và Hollywood nói chung đó, dữ dằn, độc ác, mưu mô xảo quyệt, giết hại con người, phá nhà cửa, làm hư hao tài sản, nó ghê rợn, làm cho cái người xem á hãi hùng, tối không dám ra nhà vệ sinh, không dám đi ra phía trước. Bình thường là có thể đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà sau khi xem rồi bị ám ảnh á, rồi tự hình dung bằng ảo giác rằng là sau nhà của mình là có một con ma, trước nhà mình là có một con quỷ. Cái giới sản xuất phim Hollywood họ khai thác vào cái yếu tố nỗi sợ hãi đó vốn có sẵn ở trong tâm cảm một con người, để người ta có thể làm cho sản phẩm đó trở thành bán chạy, tạo ra doanh thu. Và con người sợ đó, không biết được cái đó, cứ nạp những hạt giống sợ tiếp tục vào, dẫn đến những tình trạng mê tín, suy luận sai lầm, mất hết chánh kiến. Và do vậy đó, cái niềm an vui hạnh phúc đó, nó bị tổn giảm rất là nhiều. Ma quỷ không thể nào hại được con người như các dân học và phim ma. Ở trong đạo Phật dùng thêm một cái tính từ ngạ, tức là đối khác. Đối về vật thực, đối về y phục, đối về văn hóa, đối về thẩm mỹ, đối về cảm xúc, đối về đời sống, đối về bất cứ cái gì mà họ đã từng hưởng thụ, kinh nghiệm và trải qua. Dĩ nhiên cái đó chỉ là một ảo giác thôi, vì họ không có miệng, mũi, lưỡi, thân, gỗ, cho nên làm sao có động tác nhai nuốt, và do đó cũng không có bao tử để tiêu hóa, không có hệ tuần hoàn để hoạt động. Chỉ vì các thói quen tâm lý và cảm xúc khi còn sống đã làm cho họ tiếp tục có ảo giác khi chưa được siêu, rằng là họ đang có những nhu cầu A, B, C nhất định nào đó. Và cũng do cái cơ chế mê tín này đó mà rất nhiều người đã phải tốn nhiều tiền bạc để mua giấy vàng mã, nghĩ rằng đó là cái cõi dương tạm thời, cõi âm á là vĩnh hằng. Cho nên thương kính ông bà tổ tiên người quá cố, họ tốn rất nhiều tiền bạc để mua những thứ này đốt, ta thấy hết sức là lãng phí. Và nó theo Phật giáo là gieo cái nghiệp phá của, thì cái hậu quả thì ở hiện đời là trở thành nghèo, và tài sản của mình có thể bị tổn thất bằng quả quạng, có tiền mà không xài đi đốt luôn mà. Nhà cửa chúng ta ở nghèo gì nghèo cũng phải 2 mét chiều cao, còn người giàu có thể làm nhà đến 5-6 mét để cho thoáng mát, nhà trung bình cũng phải là 3 thước. Các cái nhà giấy vàng mã nó chỉ có vài ba tấc à, giả sử mà có xài được. Ông bà tổ tiên của chúng ta cao thứ 6, thứ 7 xuống thành kẻ tí hon hết chứ xíu à. Rồi không biết lúc đó là chúng ta mang hạnh phúc là chúng ta tạo ra cái khổ đau như là một cục tù. Những người thực tập yoga đó cuốn toàn thân thể của mình ở trong một cái đường kính khoảng chừng 5 tấc, trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi phải buông ra bằng không tiêu. Còn lần này chúng ta giam nhốt ở trong một cái ảo giác của một cái căn nhà có mấy tấc, nhà bằng giấy đó, mà đốt cháy sạch trội hết trơn rồi, làm sao mà ở. Tiền thiệt trên dương gian đứt là làm đôi còn xài không được, huống hồ nó là tiền dởm mà đốt cháy thành cho bụi, làm sao mà xài, xài ở đâu, xài bằng cách nào. Vậy mà người ta cứ vẫn tưởng tượng rằng là đốt xuống cái đó ở dưới xài được, làm gì có cõi âm, ở bên dưới âm phủ. Các hương linh chưa được siêu sót á vẫn sống xung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong ngôi nhà chúng ta, trong ngôi mồ, ở nơi thờ tự, hoặc là ở nơi cái chết được diễn ra. Đó là cảnh giới của họ. Ta không có mắt nên không nhìn thấy được họ đang tồn tại chỗ nào. Còn các hương linh á thì do vì không còn thân thể vật lý, cho nên cái độ nhạy cảm về tâm thức của họ nó mạnh hơn có người. Do đó đó, cái cách mà giúp cho các loài ngạ quỷ hay ngạ ma được siêu thoát đó
là làm sao để họ an tâm rũ bỏ được những sự chấp trước. Vì chấp trước là một sợi dây xích chói, ghi và làm cho họ không thể nào ra đi được. Cho nên á, ta thấy là mặc dầu ngày một Kiền Liên có thằng Thông số 1, mà cái tâm lý, cái tình cảm gia đình nó kỳ lắm. Ta nói bụt trong nhà không thiên, là một người con nhiều khi nói với người mẹ ruột không áp phê. Thì người mẹ lúc nào cũng nghĩ là con mình là nhỏ, mấy chục năm trước còn bé xíu mà, cho ăn bánh ăn kẹo, lớn lên là mình lo lắng chăm sóc, cho nên mình có cái cảm giác xem nó rất là bình thường. Dù sau này ngày vừa ly trở thành thánh rồi, nhưng mà cái tình cảm người mẹ vẫn xem con mình là con thôi. Cho nên là cái độ mà thuyết phục ở trong việc mà hướng dẫn tâm linh của ngày vừa ly đối với mẹ đã không có hiệu quả. Và cũng một phần là vì mẹ của ngày vừa ly đó tiếc nuối chấp trước nhiều quá, cho nên chết nó không siêu được. Do vậy mà cái phương pháp báo hiếu được nêu ra trong kinh Du Lan đó, đó là thỉnh mời Phật và cộng đồng tăng nhiều vị với cái năng lực gia trì tu tập tâm linh, thành tâm hướng chuyển tâm thức của hương linh để giúp cho hương linh đó đó rũ bỏ mọi sự chấp trước, thì họ mới có thể ra đi được. Thế từ cái chỗ này đó, ta có thể rút ra được một bài học. Ví dụ như mình muốn can gián cha mẹ có những cái cơn nghiện, hay là những cái thói hư, hay là những cái con đường đi mê tín chưa đúng với chánh đạo, thì ta cũng phải có nghệ thuật thuyết phục. Mà nếu thuyết phục mà không thấy có hiệu quả đó, thì ta phải nhờ một người khác có uy tín hơn. Cái tình cảm gia đình đó, đôi lúc khó nói. Đức Phật còn nói là Ngài có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ với người không có duyên. Người không có duyên nói người ta không nghe. Đề Bà Đạt Đa là anh em họ, sau này trở thành đệ tử, mà Ngài giảng dạy độ cho biết bao nhiêu người thành quả A-la-hán, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa trở thành cái kẻ phá đạo và phải chết một cách rất là đau khổ, là bị chìm lúng ở trong đất do cái cơn động đất, như là một cái hậu quả phá hoại tam bảo. Cho nên á, là có những tình huống chúng ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý, cá tính của một người thân trong gia đình, ta muốn họ trở về với con đường hạnh phúc mà họ lại chối từ. Thì cái người có uy tín nắm được các dữ liệu này trong một cái dịp tiếp xúc nhất định nào đó, chẳng hạn như là thăm viếng chùa, ta sắp xếp một cái như là tình cờ vậy thôi, thì lúc đó vị sư trụ trì này có thể nói và nó đi vào trong, giống như là mang guốc đi vào trong tim của người ta, làm cho người đó có cái cảm giác là cảm phục, và từ đó nó dễ dàng lắng nghe những cái lời khuyên chân thành, thì cái kết quả được cao hơn. Công tác tư vấn nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Một cái hướng dẫn sai có thể làm cho người ta khổ đau, một cái hướng dẫn đúng có thể làm cho người ta vượt dậy từ khổ đau, như là một người được tái sanh lần thứ hai về nhận thức, về đời sống, và trở thành là một cái người có thể tự giúp mình vượt qua được các bế tắc, như đang té và có một cái cây gậy chống để đứng dậy, đang bị thương tật hai chân, có được hai cái chân giả hay là có một chiếc xe lăn để có thể tự đi mà không phải bị lệ thuộc vào người khác. Lời khuyên tấn đó, nó có chắc hỗ trợ và nó giúp cho người ta thẳng tiến, đi bền, đi bỉ. Một điểm ấn tượng khác đó là pháp Vu Lan báo hiếu được nêu ra ở công kinh Du Lan, là tất cả những người con thảo cháu hiền phải ghi nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha, như là núi cả
như là sông sâu, như là đại dương, như là địa cầu. Tức là nó không có những giới hạn. Người con á, sau khi thành danh, mỗi lần là giúp đỡ cha mẹ, thỉnh thoảng đó có thể có những cái tâm niệm rằng là mẹ và cha là gánh nặng của mình. Có những đứa con khi mà cha mẹ kêu cứu do vì sức lao động không còn, tiền dành dụm nó cũng đã bị tiêu phí do chữa trị các bệnh tật, thì con cái đó than vãn: ba cứ tối này than với con hoài, con sống sao nổi, mẹ tối ngày mẹ có xin tiền con hoài, làm sao con giàu nổi. Nhưng nếu như cha mẹ mà làm cái nhật ký từ lúc mà mang thai đứa con cho đến lúc mà đứa con trưởng thành ở tuổi 18 ấy, có nhiều đứa con được cha mẹ nuôi đến tuổi 30, 40 nữa, và vẫn chưa dứt những sự trợ cấp, thì biết bao nhiêu là cái lời than vãn, yêu cầu, đòi hỏi, gian xin của những đứa con, cha mẹ đáp ứng hết tất cả mà đâu có ghi sổ ghi sách gì đâu, đúng không? Nhưng khi mà thành công đấy, ta đâu có nhớ đến những thứ này. Cái nghĩ rằng là trợ cấp một lần hai lần như thế là mình làm như là tạo dựng ra một quả núi, trên thực tế nó chỉ là một hạt cát. Cho nên là sự giúp đỡ như thế vẫn được xem là bất hiếu, nó không phát xuất từ một cái tâm. Còn lòng hiếu kính đó, nó theo đạo Phật đó, thì không cần cha mẹ yêu cầu đòi hỏi, mà ta phải thấy có trách nhiệm để giúp đỡ và hỗ trợ cho cha mẹ ở tuổi về già. Tuổi về già là cái tuổi cô đơn, buồn, chán. Khi đối diện với cái tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút, công việc đã không còn nữa, chỉ đối diện với bốn bức tường trong căn nhà, và người đó đó có cảm giác rằng là hầu như mình trở thành người vô dụng. Cho nên là mỗi một cái ứng xử nho nhỏ bất hiếu của những đứa con đó làm cho các cha mẹ già trở nên khổ đau nhiều hơn, buồn tủi, và có nhiều người chịu không nổi đó. Nhưng là họ có cái tinh thần tự lực đó, họ có thể đi lang thang như những người vô gia cư. Chúng tôi đã nói nhiều lần đến trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đó có khoảng 600 người đang sống. Và chúng tôi cũng đã từng đến trung tâm Tân Hiệp ở Bình Phước, nơi có khoảng 1.200 người sinh. Bảy mươi tuổi trở lên á, khi tâm sự và hỏi đó thì các cụ nói là tôi có con, có cháu, có nhà cửa, nhưng mà sống chung với chúng á, giống như một cực hình. Sáng á, thì chúng mắng chửi, chiều á, thì kể lể, nói nặng nói nhẹ, làm cho tôi có cảm giác khó chịu quá. Bao nhiêu năm qua nuôi nắng lo lắng cho chúng thì chúng là không biết, bây giờ giúp đỡ lại có chút xíu được ứng xử quá quan trọng, cho nên phải bỏ nhà ra đi. Mà theo luật pháp hiện hành của Việt Nam đó, thì những người mà vô gia cư khi bị bắt á, sẽ đưa về các trung tâm và sống tại đây chết tại đây, mặc dầu đó là không có tội danh, nhưng mà suốt cuộc đời của họ đó gần như là gắn liền với cái trung tâm đó. Phương tiện vật chất thiếu thốn, Bộ Thương binh và Xã hội mỗi tháng đó trợ cấp khoảng chừng 250.000 đồng cho mỗi đầu người, bao gồm tiền cơm nước và thuốc thang, làm sao đủ. Và có nhiều bậc cha mẹ đã trở thành kẻ ăn xin vì không muốn ngửa tay sinh từ đứa con bất hiếu của mình. Các ông cụ bà cụ đó nó tâm sự và kể lại với những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má gầy gò, khô cằn, buồn tủi và khổ đau.
Vào những nơi này thì chúng tôi thường thuyết giảng những đề tài vượt qua nỗi cô đơn, bệnh tật và khổ đau ở tuổi già, góp phần giúp cho họ rũ bỏ được những muộn phiền, bất hạnh có thể có mặt ở trong đời sống. Thì những người già nào mà lâm vào những hoàn cảnh như thế thì cũng đừng nên trách mắng con cái của mình. Nỗ lực để giúp cho con vượt qua, mà nếu như chúng không vượt qua do việc quan cố hoặc là cái nghiệp bất hiếu nặng quá đó, thì ta cũng nên an tâm. Bởi vì cái bổn phận trách nhiệm của cha mẹ ta đã làm trọn vẹn rồi. Còn cái lỗi đạo bất hiếu đó thì con cái ta phải gánh lấy cái hậu quả. Đến lúc đó có nhiều người đó, cái quả xấu trở thành một bài học giáo dục, chỉ còn dùng những cái lời nhân từ đạo đức. Khi mà tâm của họ bị si ám, lòng tham, lòng sân đó, che mù phủ kín đó, thì cái đó sẽ không cảm nhận được. Do vậy là ta làm hết trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ về tình cảm, về đạo đức, về giáo dục đối với con em. Mà nếu con em không xong, không thành được đó, thì cũng đừng vì thế mà khổ lụy với con em. Khổ lụy như thế nó làm cho cuộc đời của mình bất hạnh, và nó mất đi sự sáng suốt bền bỉ trong việc nỗ lực để giúp cho con em mình hồi đầu. Do đó ở tuổi già chúng ta thấy là cái trạng thái cô đơn, buồn chán đó, nó nhiều lắm. Và những người con hiếu thảo phải ý thức về cái việc này, thì giúp cho cha mẹ vài trăm ngàn một tháng hay là 1 triệu đồng, mình nói hơi gần giọng chút xíu thôi là cha mẹ có thể phật lòng đấy. Mà khi đã phật lòng rồi không nhận tiền, không còn xu nào trong túi mà vẫn nói là ba có rồi, ba con để xài đi, ba không nhận. Bụng thì đói meo nó móc đó, mời đi ăn cơm, nói ba mới vừa ăn xong, con đi ăn mình đi. Thế đó là tâm trạng mặc cảm, buồn tủi ở trong cô đơn của những người cha, những người mẹ. Và ta phải ý thức điều đó để giúp cho cha mẹ mình không rơi vào cái trạng thái này. Một góc độ khác của lòng báo hiếu ở trong kinh Du Lan đó, đó là đạo đức cộng đồng, tức là năng lực tâm linh tập thể sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho một hương linh đang bị bế tắc bởi chấp trước, bởi hận thù, bởi oan ức, bởi tiếc nuối, có thể rũ bỏ được. Năng lực cộng đồng đó nó có một sức công phá rất mạnh, như là những cái quả tiễn đó bắn vào trong cái khối chấp, khối chấp đó sẽ tan tành thành từng mảnh vụn. Dân gian Việt Nam có câu là mưa dầm thấm đất. Thuyết phục một con người buông bỏ một thói quen, rũ bỏ một chấp trước đó, nó cũng phải đi từ từ, dần dần. Như là muốn một là được một, muốn hai được hai thì khó lắm. Do đó là cái người làm công tác tháo gỡ các phiền muộn cho tha nhân đó, phải có được cái nhận thức này, kiên nhẫn, tinh tấn đó, thì mới có thể dẫn đến thành công. Mà không đó, cái nhiệt tình quá sẽ tạo ra sức ép tâm lý và làm cho cái người được khuyên có cảm giác là nặng nề, và do đó họ khước từ tất cả các cái dịch vụ giúp đỡ của ta, và do vậy họ sẽ tiếp tục sống ở trong một hoàn cảnh bất hạnh là điều nên tránh. Khái niệm đạo đức cộng đồng mà nghe thì nó hơi lạ. Đó là cái năng lực thiện của tập thể, của nhiều người hướng về một mục đích cao thượng, một hành động hay cho một công việc có ích cho xã hội và nhiều người. Chẳng hạn như chúng ta tập trung lại trong một ngôi chùa, thiết lễ cầu siêu cho các hương linh tử trận ở trong các cuộc chiến. Cái hận thù trong cuộc chiến đã làm cho hai bên đó phải sát phạt lẫn nhau và bị chết tức tưởi trước khi khải hoàn có mặt, biết bao nhiêu là cái điều hứa hẹn rằng là con sẽ về thăm mẹ, thăm bố,
anh sẽ về thăm em, ba sẽ về thăm con, anh em ta đoàn tụ. Ký ức chế và nuối tiếc về tâm lý trong tình thân, tình thương, tình yêu, và nó làm cho cái hận thù đó đối với cái người tạo ra cái chết của các chiến sĩ này dâng trào sôi sục mạnh bạo hơn bao giờ hết. Và do đó chết ở trên chiến trường là hiếm khi được siêu lắm. Thì đạo đức cộng đồng đó là một cái hoạt động tập thể để giúp cho những cái tình huống nó được tháo mở. Thì lễ cầu siêu tập thể mong cho các bên rũ bỏ cái tâm hận thù về ý thức hệ chính trị, về những quyền lợi kinh tế, về những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và cuộc chiến. Thì lúc đó đó cái nguồn năng lực tập thể này sẽ có thể hỗ trợ giúp cho cõi âm được siêu, thì cõi dương sẽ được hưng thạnh. Cái hận thù của người chết đó, nó cũng một phần ảnh hưởng tới cái tâm lý tình cảm của những người còn sống. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên nỗ lực làm một việc tốt chung đó, thì chúng ta có một cái cộng nghiệp đạo đức, nó được gọi là đạo đức cộng đồng. Bản Kinh Vô Lăng mô tả đề Đức Mục Kiền Liên đó, không có kỵ công ấy sức vào thần thông nhiệm màu của mình, mà thỉnh mời Phật và hàng ngàn các vị thánh tăng để làm một cái lễ siêu độ trai đàn bình đẳng chẳng tế giải quan. Không chỉ giúp cho mẹ của Ngài được siêu thoát, mà tất cả mọi người, mọi hương linh ở trong các trai đàn đó cũng được hưởng lây nếu người đó chấp nhận theo cái hướng dẫn hỗ trợ tâm linh. Trong bản kinh có ghi một câu, cái ngày đó là ngày Phật Quan Hỷ Nhật, tức là ngày mà Đức Phật Quan Hỷ, cho nên xá tội vong nhân. Cái chữ xá tội vong nhân là cái từ dân gian sử dụng rất là sai với tư tưởng Phật giáo. Phật không thể nào xá tội cho bất kỳ ai, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng cũng không thể xá tội cho ai được. Chỉ có cái nghiệp hồi đầu của chính những người tội nhân tạo ra một cái năng lực loại trừ để cho cái nghiệp xấu đó nó được giảm đi. Dân gian có nhiều từ dùng sai lắm, gọi là ngày Phật Quan Hỷ là bởi vì có cái năng lực cộng đồng về tâm linh, về đạo đức được gieo trồng, và rất nhiều người đã tiếp nhận theo lời kinh thuyết pháp của Đức Phật để rũ bỏ sự chấp trước, nhờ đó được siêu thoát. Mắt thường của người phàm kẻ tục không thấy được các hương linh này rũ bỏ siêu thoát, nhưng Đức Phật có tha tâm thông, có thi nhãn thông, thấy rất rõ. Cho nên ngày hôm đó đó, sự hoan hỷ của Đức Phật và các vị thánh tăng nó vượt trội hơn những ngày bình thường. Do đó khi mà thuyết phục một người nào đó không thành công, ta nên nhờ những người khác có tầm ảnh hưởng về tâm lý, về uy tín, về đạo đức, về phong độ, có thể giúp cho người đó rũ bỏ được cái cố chấp, vượt qua cái khó khăn mà người đó đang vấp phải. Ở trong kinh Du Lan nó có dùng một số ngôn ngữ biểu tượng, và do vậy chúng tôi đề nghị là chúng ta không nên lý giải đó theo nghĩa đen chữ trắng, mà phải lý giải nó theo biểu tượng và triết lý văn hóa của Đạo Phật. Ví dụ như trong kinh nói là phải sắm sửa 49 loại trái cây, hoặc là đốt các ngọn đèn theo kinh Dược Sư, 49 ngọn lớn như bánh xe, cháy liên tục 49 ngày đêm, đừng cho tắt. Là một cái đàn tràng như thế, xong rồi chắc là nghèo luôn. Đó là chưa nói đến tình trạng có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường nữa mà. Ta phải hiểu biểu tượng. Ánh sáng ở trong Đạo Phật được hiểu là trí tuệ. Bởi vì ánh sáng vào ban đêm làm cho chúng ta không bị dấp té, tai nạn, tổn thất tánh mạng.
Như vậy là ánh sáng đi tới đâu đó là sự an toàn nó có mặt ở đó. Nếu như không có mặt trời chiếu rọi vào ban ngày, các diệp lục tố không có mặt thì con người không thể là tồn tại được á. Và nếu mà tồn tại thì cũng rất là eo ọt, bệnh tật, yếu thọ. Lấy ánh sáng trí tuệ làm phương châm soi đường đó, thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ rơi rụng hết. Như vậy là hình ảnh 49 ngọn đèn là một cái cấp số nhân của con số 7. Số 7 là số tượng trưng cho sự trọn vẹn, đầy đủ, hoàn thiện. Cho nên ta phải hiểu 49 ngọn đèn cháy luôn 49 ngày đều không cho tắt là cái bình phương của trí tuệ. Tức là có trí tuệ cấp 1 chưa đủ, phải là hai lần như thế. Ý muốn nói là phải có trí tuệ đầy đủ thì chúng ta mới có thể thắp sáng được hạnh phúc, dẫn đường đưa lối cho ta trở về một cái cảnh giới sống rất là an lạc, để vượt qua hết tất cả những lận đận và khổ đau. Đừng bao giờ để cho ngọn đuốc trí tuệ đó bị tắt đi. Bởi vì lúc nào mà đuốc trí tuệ không thắp sáng, lòng tham, lòng sân, lòng si, ngự trị, khống chế, ta tạo ra biết bao nhiêu là lỗi lầm và chịu hậu quả của những cái tội lỗi đó. Trong trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, chúng tôi 5 lần thuyết giảng tại đây cho 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù. Thì có một vài người tâm sự rằng là họ bình thường là một người tốt lắm, nhưng mà vì do cái nghèo cộng với sự thua lỗ trong mùa màng, cho nên đó, làm cho họ là phải đối diện với một cái khổ đau cùng cực. Tiền vay mượn các tá điền không đủ để trả, con cháu tá điền nó nặng nó nhẹ hành hạ chửi bới, và nhiều người ở vùng quê nông thôn đó, nhất là người nam, mượn rượu rẻ sầu, thì trong lúc mà rượu khống chế vào bị người ta hành hạ chửi bới, phản ứng tự vệ bằng con dao. Và chỉ trong một tích tắc đó, những kẻ mà hành hạ đó đã bị chết và bản án tù chung thân, rồi sau đó được giảm xuống còn 20 năm. Có người bình thường nó thấy rất là đàng hoàng đứng đắn đó, rồi khi mà rượu vào á, thì nhìn thấy cái hạt kim cương giả tưởng là thật, được đeo trên cổ một người nào đó và cướp, rồi bị người kia truy hô lên sợ quá cho nên tấn công bằng cách là giết chết người này, rồi hậu quả là cũng phải ngồi tù. Có người là bị tử hình đó. Cho nên khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối rồi đó, thì cái tính cách lương thiện đạo đức của chúng ta không được bảo toàn nữa. Và đây là lý do chúng ta thấy là Đức Phật dạy 105 điều đạo đức mà người tại gia cần phải sống với nó đó. Đó là không sử dụng rượu, các chất gây say bao gồm ma túy, thuốc lắc và nhiều chất khác. Là bởi vì đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các tệ nạn xã hội, tệ nạn gia đình, bạo lực gia đình và nhiều cái tình trạng hỗn ngang ở trong đời sống khác. Do đó nó cần phải nỗ lực để vượt qua những cái thói quen, và không nên để cho tâm chúng ta rơi vào trạng thái là mất kiềm chế và kiểm soát, thì hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Do đó khi mà thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì những sự mê mờ như thế nó không có cơ hội. Ta sẽ tránh được những cái hậu quả mà những người tù nhân này nó ngồi gỡ lịch ngày và đêm, nó bị cảm giác lương tâm dày xéo ghê gớm lắm. Họ vốn là người tốt, nhưng mà chỉ có một cái phút sai lầm thiếu kiểm soát thôi. Rồi có một cô khoảng 50 tuổi, cha mẹ già, cô là buôn bán để nuôi, bữa đó bán nó lỗ, về không có đủ tiền chợ, mà gặp cái bà làng xóm mà qua bà mắng chửi người mẹ ruột của mình, cô này cũng nóng quá chịu không nổi, bình thường thì cổ hiền lắm, mà ngày hôm nay là bán bị lỗ đấy,
cho nên nó gây một cái bức xúc làm cho lòng sân nó bị ngấm ngầm bất mãn bên trong. Thì nhân cái việc mà cô làng xóm chửi bới người mẹ ruột của mình, thì hai người cãi giả, rồi bên kia tấn công trước, cô này có đánh lại, đánh qua đánh lại, cô này có cầm cái đá đập của người kia chết mất, sẽ phải ở tù đó. Cho nên là những người ở tù không nhất thiết ai cũng là kẻ xấu, và cũng không phải là những người đó có cái xấu bằng cái bản tính, do điều kiện, môi trường, hoàn cảnh và sự mất kiểm soát của ta, do thiếu cái ánh sáng tự giác đó, người ta lâm vào những hoàn cảnh tương tự như vậy. Cho nên là cái pháp báo hiếu được Đức Phật nói là thắp sáng các ngọn đèn, ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Tại sao mình phải làm nhiều loại trái cây? Thì trái cây nó là thành quả không à, của hoa, của quá trình trồng, gieo, với nước, ánh sáng, phân, chăm sóc, năm tháng, ngày giờ, thời tiết, khí hậu, phải nắm vững lắm thì chúng ta mới có thể có những cái trái ngọt, trái ngon. Ta thử hình dung hiện tượng trứng cá, bông xoài. Cây trứng cá thì miền Bắc là ít có, ở trong Nam thì nhiều lắm. Mấy cái quán người ta thường trồng cây này, bởi vì nó có cái tàn, cũng đẹp đẹp. Sau này người ta đổi đó bằng cây bàn, thì cái tàn nó nhanh hơn, lớn hơn, độ mát của nó phủ trùm nhiều hơn. Thì cây trứng cá nó có nhiều bông lắm, nhưng mà tụ là thành trái không có bao nhiêu. Cây xoài cũng như vậy, đầy cả cây mà trái chỉ có vài ba ký hết. Đó là chưa nói đến những cái cơn gió lốc mà thổi qua cái nó rụng sạch sành xanh. Cho nên để có một cái thành quả cao, tốt, tích cực, ta phải hết sức là kiên nhẫn, chịu đựng, dung trồng. Và trong kinh cũng dùng là dùng 49 loại trái cây, tức là con số cấp số nhân của con số 7 trọn vẹn. Tức là phải tạo làm sao những cái quả phúc đầy đủ trọn vẹn bằng cách là gieo những hạt giống phúc. Chính cái hạt giống phúc này sẽ cứu bạn chúng ta trong những tình huống khó khăn. Tại sao người ta cầu nguyện nhiều? Vì người ta nghĩ rằng là có Thượng Đế và các thần linh ngày đêm gia trì hộ mệnh mình. Ai không cầu nguyện cúng kính cho Thượng Đế và các thần đó, có thể bị quở trách bằng sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc và những sự bất bình an. Cho nên cái niềm tin mê tín vào các thần linh đó, có cơ hội để phát triển. Đức Phật dạy đó là để tránh những cái tai ương tật ách đó, đó không gì khác hơn là chúng ta gieo các hạt giống phước, lộc, thọ. Và ta chính là cái người hưởng được cái này như là một thành quả. Gieo càng nhiều càng tốt, 49 là con số nhiều. Làm không nên giới hạn. Ở trong kinh A Di Đà nó có một cái tư tưởng đó là muốn vãng sanh Tây phương cực lạc đó, thì phải gieo trồng căn lành nhiều, phước báo nhiều, nhân duyên tốt nhiều. Chứ là phước báo ít không đủ á, căn lành ít không đủ á. Phải làm rất là nhiều. Và do vậy, Hòa thượng Thích Thiện Thông đã đúc kết lại bằng câu đối, mỗi vế có 5 chữ thôi: bách phúc tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Với đầu đó là hạt giống, phải gieo trồng hàng trăm loại phước báo khác nhau để trang nghiêm hạnh phúc cho bản thân mình. Làm được như thế thì chư Phật sẽ gia trì hộ niệm giúp đỡ chúng ta. Rất tiếc là nhiều người Phật tử nhớ vế thứ hai mà bỏ vế đầu, khôn quá mà. Thì đôi lúc mình cúng có nãy chuối à. Nãy chuối đâu phải là làm phúc. Cúng nãy chuối là mình có cái phước rồi, dân cúng tôn kính thôi. Rồi làm phúc á, là giúp đỡ xã hội, cộng đồng, chia sẻ cho tha nhân. Mình cầu nào là Phật ơi, cho con trúng số độc đắc nha. Con trúng số con sẽ cắt một ngôi chùa. Phật ơi, gia hộ cho con của con được bình an, mua may bán đất và cửa thịnh vượng. Phật ơi, gia hộ cho chồng con tại vị được lâu dài, để cho con được đỡ khổ. Toàn là mặc cả nhân quả với Phật không. Mình gieo trồng không có phước gì hết trơn, mà mình cầu quá trời quá đất làm sao mà được. Nhân quả là một quá trình tự nhiên trong tự thân của nó.
Cho nên là Phật chỉ có thể độ và giúp những người có phước, hay nói cái khác là phước của mình trở thành vị hộ pháp, người bảo hộ cho mình thông qua sự chứng minh của Phật. Người nào mà không có phước báo, không tạo những hạt giống gì hết mà cứ cầu hoài cũng không có gì hết trơn. Còn ai mà có làm phước á, thì cái cầu, cái nguyện, câu thành chú, lời niệm Phật hoặc câu kinh với sự tập trung cao độ sẽ làm cho các hạt giống đó nó trổ quả ngay thời điểm mà chúng ta cần. Thay vì nó có thể mất là một năm sau hay là 10 năm sau thì nó trổ cho chúng ta sử dụng để giải quyết những cái vấn nạn ngay lúc đó. Chính vì thế mà vì thấy là tại sao có nhiều người cầu quanh năm suốt tháng mà chẳng có gì hết trơn, rồi họ nói trời Phật ở đây không linh, cái đi qua ngôi chùa khác cầu cái có được đó, Phật đây linh thiện lắm, người ta đổ dồn về cái ngôi chùa đó. Phật nào cũng là Phật giống nhau thôi, nào chỉ có chịu Phật linh Phật không linh. Cái niềm tin mê tín của chúng ta lý giải như vậy thôi. Ngay cái thời điểm mà chúng ta cầu mà nó không thành tựu là bởi vì chúng ta không có một hạt giống tốt nào về cái sự cầu đó. Ví dụ như một đứa học sinh hay một sinh viên chuẩn bị đi thi tốt nghiệp hay là chuyển cấp, ngay cái mùa thi này tới chùa dâng hương với Phật, Phật ơi gia hộ cho con đậu tốt nghiệp, con thi kỳ này là khối A toán lý hóa, mà ngày đêm nó chẳng học hành gì hết trơn, hạt giống về kiến thức toán lý hóa đâu có nằm trong đầu, vô đó làm bài làm sao đậu, Phật nào gia hộ được. Cái năm sau cha mẹ rầy quá nói con mà không chịu làm ăn đó, mốt khổ ráng chịu, cha mẹ không lo nữa, sợ quá nó học ngày học đêm, học từ đầu năm, học có phương pháp. Rồi bắt đầu nó đi ngôi chùa B, cái đó cầu nguyện Phật ơi gia hộ cho con, kỳ này con thi lại cái khối A, thế đầu của nó Phật đây linh quá. Nói chung là muốn cho lời cầu nguyện được thành tựu là ta phải có những hạt giống tốt. Và kinh Du Lan dạy chúng ta là phải gieo trồng các cái quả phúc bằng những cái nhân phúc. 49 loại trái cây là tượng trưng cho nhiều cái phước báo khác nhau. Mỗi một loại phước báo nó hỗ trợ cho ta về một sự kiện. Ví dụ có người thích làm con quả, quét dọn lau chùi, tạo ra cho cái ngôi tam bảo trang nghiêm sạch sẽ, cho người ta đi bái viếng tụng niệm bái sám, thì cái phước này là cái phước mà nó thuộc về là sự thuận lợi, cái phương tiện, cái tiện nghi, thì họ sẽ có được cái quả về cái đó. Chứ còn làm cái phúc này mà nó cầu cho tôi được tứ thọ, sao được tứ thọ? Hạt giống tứ thọ nó thuộc về cái dạng là phóng sinh, tôn trọng sự sống, không sát sanh, ăn chay, gieo hạt nhân từ, bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái, và khuyến khích người ta không nên làm cho cái tình trạng của địa cầu ngày càng nóng dần lên như hiện nay. Thì cái hạt giống đó, đó nó sẽ tạo ra cái quả tuổi thọ và không bệnh tật. Bên cạnh đó còn phải ăn uống ngủ nghỉ làm việc thích hợp. Ở trong kinh Đức Phật dạy cái này đầy đủ hết. Thì mỗi một hạt giống công đức nó tạo ra một cái quả phúc khác nhau. Chứ mình làm chuyện A mà mình cầu chuyện B sao được? Cúng có nảy chuối mà cầu trúng số độc đắc thì sao được? Do đó nó phải trang nghiêm mình bằng hàng trăm loại phước báo khác nhau. Chính vì thế mà người Phật tử chân chính là người rất là năng động. Mô hình Phật tử chân chính là ông cấp cô độc, là một đại gia, tỷ phú vào thời đó. Gần như là 75% cái phần doanh thu của ông đó đổ dồn cho từ thiện. Chính vì thế mà cuộc đời đã tôn vinh ông bằng một danh xưng rất là cao thượng: cấp cô độc, người trợ cấp giúp đỡ giải tỏa nỗi đau của những kẻ cô đơn nghèo khổ bằng cùng khốn khổ, cơ nhở thiếu nơi nương tựa. Và muốn làm được như vậy thì ta phải thật là giàu, có tiền bạc, có điều kiện, phải làm ăn liêm chính, nỗ lực không dừng để ta mới có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Nhiều Phật tử sau khi đi chùa rồi buông hết trơn, không muốn làm gì hết trơn. Nói lúc này tôi tu tốt lắm, tinh tiến lắm, không còn danh lợi gì trong cuộc đời nữa hết trơn, không màng thiết gì hết trơn, bị tẩu quả.
Đạo Phật dạy tinh tấn là một trong sáu pháp ba la mật. Tinh tấn là tiến hoài tiến mãi cho đến lúc nào không còn cái gì để tiến nữa thì mới dừng. Làm hoài, làm mãi, làm phước, nỗ lực hoài, nỗ lực mãi cho đến lúc nào thành công thì thôi. Cho nên là tất cả các ngành nghề mà thiếu cái năng lực tinh tiến thì không thể nào có kết quả tốt, rơi vào tình trạng là bỏ cuộc nửa chừng. Người Phật tử tại gia thì không cần phải giải thoát luân hồi. Người Phật tử tại gia chỉ cần sống hạnh phúc an vui, giữ năm điều đạo đức, nương tựa ba ngôi tâm linh, chung thủy một vợ một chồng, có gia tài sự nghiệp phước báo để hưởng và chia sẻ những cái quả phúc đó cho tha nhân. Còn nếu ai không hài lòng, không thỏa mãn với cái quả phúc tại gia và muốn được như những vị xuất gia thì hãy đi tu. Và Đức Phật khuyên là người tại gia là không cần giải thoát, chỉ có người xuất gia là giải thoát thôi. Người tại gia còn đóng góp xã hội, và cái tinh tấn của tại gia là làm sao để xây dựng xã hội mang cái chất Phật, an vui hạnh phúc bình an. Cho nên nó có nhiều người tu á, đến độ trong Nam gọi là tu gắt khổ kiệu, tu rụt tu rỉ, tu quá xa hòa xa, tu như các thầy tu trong chùa. Ở nhà đó là biến cái nhà mình giống như cái chùa. Mà nếu như cả vợ chồng con cái đều quan hỷ như thế thì tốt, mà không quan hỷ đó, thì mình càng làm á, làm cho người chồng mình mất niềm tin. Có nhiều Phật tử 3 giờ khuya thức dậy, 3 giờ rưỡi tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tụng có mình gõ tóc 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 bèn, tóc 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 bèn. Mấy ông chồng phiền não quá trời, cái bà này bà phá đám tôi. Rồi cái là đi vô chùa than thầy ơi, chồng của tôi kỳ cục lắm, ổng là giống như ma quỷ, là mỗi lần tôi tụng kinh ổng chửi bới. Ta đang ngủ tụng rồi ta tức mình ta chửi phải rồi. Mà tụng ở nhà thì đâu cần mỏ. Mỏ là bởi vì hai người tụng trở lên, người giọng cao kẻ giọng thấp, người tụng nhanh kẻ tụng chậm, người giọng thổ kẻ giọng kim, nó không đều, nó làm ồn mất ra nghiêm. Cho nên ta phải có một tiếng mỏ làm nhịp điệu trường canh cho tất cả cùng theo đó mà tụng cho nó giống nhau. Về nhà có một mình mà cũng tụng mỏ là ổng mất ngủ rồi, ổng phải chửi mình thôi. Rồi có nhiều bà vợ về nhà rồi trời không còn màng thiết gì đến đời sống vợ chồng nữa hết trơn. Ông chồng ông phải khen với ông Phật đó, kể từ khi là ngài nhận vợ tôi làm đệ tử rồi tôi thấy vợ tôi bết quá. Thì ghen với Phật là phải cấm vợ đi chùa. Mà có thương lắm rồi chiều vợ chở vợ đến chùa rồi đứng ngoài cổng chờ thôi. Hay đi đâu đó đến giờ hết thời kinh lại phước về. Ta đừng làm quá mức. Ở trong chùa một ngày tụng 4 thời kinh. Đến cái mùa an cư này tăng thêm 2 thời là 6 thời. Thì người tu người ta đâu có làm kinh tế đâu, lao động gì đâu. Ta phải lao động tâm linh, tạm gọi cái từ như thế. Phải tu tập ngày đêm rèn luyện tâm tánh. Còn người tại gia thì không cần như thế. Giữ 5 điều đạo đức là tốt rồi. Sống hạnh phúc một vợ một chồng để hưởng các hạnh phúc của thế gian. Mà có nhiều người biết mình trở thành người tu, cho nên những đứa con trai nó thấy trời mẹ tôi đi tu rồi, tôi thấy cha tôi khổ quá nên tôi đâu dám đi chùa. Do đó là mình tu vừa phải thôi, nhưng mà tu quá mức á thì hãy trở thành người tu. Mà người tu thì số lượng nó rất là ít, do đó là không cần phải tụng niệm kinh nhiều ở nhà. Một ngày tụng một thời là đã quá đủ rồi. Có nhiều người 4 thời một ngày. Như vậy là chúng ta đã mất đến cả 4 giờ đồng hồ. Thay vì là mình chăm sóc gia đình như trước đây, bây giờ tụng kinh vô rồi mình không còn màng gì hết, nói giờ tụi buông xả hết chứ rồi. Do đó chúng ta lưu ý. Thì như vậy là cái nỗ lực bách phúc tự trang nghiêm đó, nó là một phương pháp để mà chúng ta gieo trồng phước báo cho bản thân mình mà hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cửu vị thất tổ, người thân và những người quá cố nói chung.
Cái phong tục này đã được chúng ta sử dụng khá tốt ở một số nơi, nhưng một số nơi nó còn quá nặng về hình thức. Rất nhiều nơi, đặc biệt ở miền Bắc, thì thường làm lễ tre tăng vào cái tuần thất thứ năm, phải không ạ? Ở trong Nam đó thì làm tre tăng vào tuần thất thứ ba và tuần thất thứ bảy, còn tuần thất thứ năm là tuần thất thường. Cái đó nó theo cái thói quen, chứ không có quy định nào trong kinh về việc đó. Theo tinh thần Phật dạy đó, nếu ta có điều kiện và có nhã ý muốn cúng dường tre tăng, đừng chờ đến các tuần thất mới làm, hay quá muộn rồi. Mà ta phải làm ngay trong cái thời điểm á, cái linh cữu đang còn hoàng ở ngay nhà hoàng hay là ở ngay ngôi nhà của mình. Bởi vì lúc đó nó có thể là hương linh vẫn chưa được siêu, do vì tiếc nuối, do vì chưa có cái nghiệp cảm tương ứng với một gia đình nào đó mà sau này mình trở thành con. Thì cái việc mà bài cúng kính của người thân đó sẽ làm cho cha mẹ mình cảm nhận được, người thân của mình nhận biết được, hoan hỷ thì phước báo mới có. Có người chết vài ba phút sau là được siêu, có người đó vài ba ngày, có người vài ba tuần. Do đó để đảm bảo cho người thân của mình cảm nhận được những việc phước mình đang làm để họ hứa cho chính họ đó, và họ quan nghĩ nhận, thì ta phải làm càng sớm càng tốt, đừng chờ đến các tuần thất quá muộn. Còn ai có điều kiện là sau khi làm trong lúc hoàng làm thêm các tuần thất thì càng tốt. Điều thứ hai, rất nhiều gia đình đó, giàu có ghi một cái bảng to tướng miễn phúng điếu, uổng quá trời. Quý vị phải đề là nơi đây tiếp nhận phúng điếu và mở một đơn càng nhiều càng tốt, cảm ơn. Thế hơi kỳ không? Nói cho vui vậy thôi, chứ chúng ta đừng nên kháng cự cái sự phúng điếu. Về phương diện tình làng nghĩa xóm á, thì sự phúng điếu đó là thể hiện tình thân, sự chia sẻ để bù đắp lại những nỗi đau mất mát của thân bằng gia chủ đối diện với sanh ly tử biệt, người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Là người Phật tử đó, sau khi chúng ta tiếp nhận hết tất cả các số tiền phúng điếu, và nếu có cần ghi chú, chúng ta ghi rõ là không nên tặng viếng hoa quả nhiều quá, bởi vì cái đó một hai ngày sau bỏ hết, ăn làm sao hết, qua hai ba ngày nó tàn, và mỗi một lẵn qua như vậy là dài 300 ngàn. Nếu thế cái đó bằng tiền phúng điếu thì chúng ta có thể dành dụm được 10 triệu, vài chục triệu. Thì cái đêm mà trước khi động quan, hoặc là ngay cái giờ hạ nguyệt hay là cái giờ quả thiêu đó, có sự hiện diện của những người làng xóm đi phúng điếu này, thì ta ngỏ lời cảm ơn chân thành, và sau đó nói thêm: chúng tôi là những người Phật tử, thế biết rất rõ rằng là cái nỗi khổ niềm đau đó của thai nhân nó nhiều, cái bất mát ngày hôm nay mặc dù nó có, nhưng mà so với chúng sinh đó thì nó chẳng là bao. Cho nên chúng tôi xin thay mặt cho gia đình và người quá cố dùng số tiền lớn này vào các công tác từ thiện cho người già, trẻ em hay là những cái hoạt động từ thiện nào mà mình thích. Và mình cũng rất kính mong tất cả những người góp phần phúng điếu đó hoan hỷ, thì như vậy là cái số tiền phúng điếu này nó tăng phước báo đến 3 lần. Lần một là cho hương linh, lần thứ hai là con cháu đại diện cho hương linh và những người cúng giúp cho những người đang có nhu cầu, lần thứ ba những người có nhu cầu thì tiếp nhận được những thứ này họ hoan hỷ, chờ phước nó được tăng trưởng. Dân gian nói rằng là bây giờ nhận phúng điếu thì ông bà cha mẹ mình thiếu nợ. Không hẳn như thế. Nếu chúng ta sử dụng cái tiền phúng điếu đó cho các việc thiện thì chẳng những không thiếu nợ, mà cái phước cả ba người trong tình huống này đều được: người phúng điếu, người quá cố, người thân bằng quyến thuộc đại diện cho người quá cố cùng làm. Đó là hình thức là chúng ta dâng cúng cho cha mẹ bằng nhiều loại trái cây khác nhau, tức là làm phúc bằng nhiều cách đấy. Đó là cái báo hiếu. Do đó là trong lúc mà liệm hương linh á, đừng có để ngọc ngà châu báu vàng dòng các kỷ niệm vật với người chết ở trong cái linh cữu. Chẳng những không lợi ích gì mà còn hại. Những kẻ đào tặc đó
đau chích sẽ rình rập và đào mồ để cướp đi những thứ đó, chết rồi mà vẫn không yên. Thứ hai, thì các hương linh đó, do vì cảm nhận được ngọc ngà châu báu và các kiện vật dễ sanh tâm nhiễm trước mà khó siêu sinh được, nó cũng gây trở ngại. Cho nên ở trong cái hòm chúng ta chỉ để chè khô để nó rút các cái phần hơi xú hế, nó không làm cho cái hòm bị xì, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người thân bằng. Và chúng ta nếu có để là để sau chuỗi, rồi những câu thần chú hay là bản kinh là đó mà hương linh khi còn sống rất là thích đọc, để nhắc người đó là một Phật tử, nên không còn chấp vào thân, không còn chấp vào dòng cảm xúc lại là tôi nữa, thì người đó mới được ra đi. Các hỗ trợ trong lễ cầu siêu của Pháp Du Lan được ngài Mục Liên Thỉnh Đức Phật thuyết giảng, nó nằm ở những chỗ này, tức là làm sao phá vỡ được cái tâm niệm chấp trước của người quá cố, thì người quá cố mới được siêu. Chứ không phải là bài cúng nào là trâu, nào là heo quay, nào là gà quay, vịt quay hay là tam sên, chẳng những không có lệ chi cho người được cúng mà còn tạo cái nghiệp xấu về sát sanh. Và do đó khi tái sanh ở trong tương lai, người đó bị yếu thọ hoặc là bị bệnh tật. Cho nên các phong tục tập quán đó, không phải Phật giáo, chúng ta phải mạnh dạn bỏ đi. Chỉ cúng chay, bởi vì các hương linh không có ăn uống gì cả, chỉ có ăn bằng cái ảo giác thôi. Mà thông qua cái lời cúng đó, chúng ta trao tặng cái nghĩa lý vô thường vô ngã qua nghi thức tụng niệm, để hương linh rũ bỏ không chấp, thì họ mới được đi. Như vậy là cái đạo đức cộng đồng và những cái hương hoa trà quả phẩm vật phải được hiểu và sử dụng theo ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa đen và chữ trắng. Người ta mới thấy bài kinh này là có chiều sâu, mà không á, ta sẽ nghĩ rằng là kinh này dạy mê tín. Đạo Phật xác định rất rõ là không làm gì có cái địa ngục ở dưới lòng đất, mà các hương linh á, nếu chưa được siêu sẽ lãng vãng đây đó. Ví dụ hương linh sống ở trên sông nước, khi còn sống á, là có nghề chài lưới, nghe ta báo động về thời tiết mà vẫn tiếc nuối không chịu vào, cho nên cuối cùng bị chết. Thì các hương linh đó có thể tiếc nuối chiếc xiềng, chiếc thuyền đó vốn tạo cho mình nghề nghiệp và gia đình mình đó, có được cơm no áo ấm, cho nên đó là không có đi được, lẳng quẳng ở trên sông nước đó. Người bị tai nạn giao thông đó, mà nếu không có người tháo gỡ để cầu siêu, có thể bị lãng quãng ngay cái chỗ mà tai nạn diễn ra. Cho nên ta phải làm cái miếu thờ để tụng niệm bái sám giúp cho người này được thoát, bằng không đó tai nạn có thể diễn ra nữa. Chứ không có cái ngục nào dưới lòng đất. Còn cái ý niệm về ngục dưới lòng đất với những cái khung hình phạt nặng nề ghê gớm thế này thế kia chỉ là một nghệ thuật giáo dục đó, cho người ta sợ mà người ta không dám làm. Do đó nó nhân mùa Vu Lan thì chúng ta phải thể hiện tấm lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên, cha mẹ hiện tiền cũng như là tổ tiên đã quá giảng, và làm có nghệ thuật có phương pháp thế thì người quá cố mới được lợi lạc. Thì mua giấy vàng mã tốn tiền tốn bạc, có người đó cạnh tranh với nhau nữa, thấy nhà bà hàng xóm họ đinh và cúng cho ông của bà 10 triệu đồng tiền vàng mã thì tôi nhà họ Lê phải giàu hơn chứ, tôi cúng 15 triệu. Gia đình họ Trần đó, họ Trần là đến rất là quan trọng, cả mấy triều đại làm vua, cho nên là phải cúng 30 triệu đồng. Chạy đôi vũ trai như thế tiền mất tật mang, không được lợi lạc gì hết á. Không nên cúng bất cứ một đồng giấy các bạc nào tiền vàng mã, lấy cái tiền đó làm từ thiện thì người chết lẫn kẻ mất được lệ lạc và an vui. Thì nội dung kinh Vu Lan nó còn nhiều điều khác nữa, nhưng phần trình bày căn bản đến đây chúng tôi nghĩ là nó cũng tạm đủ. Bây giờ dành thời gian cho phần hỏi đáp, quý vị có thể hỏi bất cứ câu gì, miễn là đừng là những câu lý thuyết, vì lý thuyết ta có thể tìm đọc ở trong sách vở. Hỏi câu gì mà quý vị có thể chưa hiểu ở trong hành trì và những khó khăn bế tắc ở trong cuộc sống đó, càng đến cái giải pháp của Phật giáo để mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bây giờ kính mời quý vị nêu câu hỏi.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thạch quý thầy cùng các quý đạo hữu. Trong các cái buổi mà chúng con đi độ đám cùng với thầy, đi chợ duyên cùng thầy để độ cho các chân linh, thế thì trong các cái đám ma ở miền Bắc chúng con ạ, thì trước đây có một số Phật tử, ví dụ như là đốt cái nến trên áo quan, theo không hiểu thì nói là nam thì 7 cây nến, nữ thì 9 cây nến, nhưng thầy chúng con bảo 7 cây thôi. Thế thì thầy chúng con cũng chưa giải thích tại sao lại 7 cây nến. Thế thì để trên kim quan, khi mà di quan thì thầy giải thích cho chúng con. Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai, vừa qua chúng con cũng được học giáo lý ở trên chùa Bà Đá. Thầy con có giảng là các vị tu chứng và các Phật tử mà khi mỗi bước đi như các thầy, thì mỗi một bước đi nở một đóa hoa sen. Thế thì chúng con cũng học qua, chúng con cũng hiểu được như vậy, là không phải cứ Phật mới có những bức hoa sen nở ra. Đấy là cái bức chúng con học được, mà gần đây chúng con mới nắm được. Còn trước đây chúng con tưởng là chỉ có Phật đã thành mới có hoa sen. Thì bữa nay mà các Phật tử cũng thế, nếu mà có cái phát tâm Bồ Đề thì chúng ta cũng có hoa sen nở. Nhưng tại sao khi mà Hoàng Hậu Ma Gia hạ sinh Đức Phật Thích Ca, bây giờ thì cũng có các Phật tử giải thích rồi, nhưng con cũng xin thầy giải thích cho đại chúng chúng con được biết, tại sao lại bước trên 7 đóa hoa sen, không bước trên 9 đóa, mà không bước trên 5 đóa, mà không bước trên 10 đóa, mà lại 7 đóa. Con xin thầy hoan hỷ cho chúng con. Đối với câu hỏi nhất là cái cây nến á, nó có chức năng để đốt đi những cái xú khí, ám khí có thể tỏa ra từ thi thể của người quá cố. Việc mà đốt nến ở trên cái linh cữu đó là nó bị ảnh hưởng nền văn hóa phương Tây. Còn trong nền văn hóa phương Đông đó, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam đó, thì ta đốt nến ở bên dưới cái linh cữu. Sở dĩ mà đốt bên dưới đó là bởi vì cái phần mà hơi nó có xì, nó có thể xì ra từ ngay cái chân đế của cái hòm hoặc là ngay cái miệng của cái hòm, và cái lửa của ngọn nến nó sẽ làm đốt cháy những cái xú khí này bớt, làm cho cái ảnh hưởng về sức khỏe đó ở trong gia đình đó nó giảm đi ở mức độ tương đối. Dân gian Việt Nam còn có những cái mẹo giặt khác để giải quyết những cái số khí đó. Ví dụ như là đặt ở trên bụng của người mới chết á, một nải chuối tây hùm hùm, và khi mà liệm đó thì bỏ chè khô, vì chuối tây đó nó rút hơi, làm cho hơi đó bớt đi sự chương sình. Và khi ta cúng cơm đó, quý vị thấy là ta cúng các cái quả trứng vịt lộn á, ê xin lỗi, quả trứng trắng hay là quả gà trắng á, bởi vì hai thứ này nó cũng rút những cái độc khí. Quý vị thử làm thử, bữa nào mà bị bầm gì trên mặt hay là trên tay chân, lấy cái quả trứng đó luộc xong giữ độ nóng khoảng chừng vừa phải, không bị phỏng, lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui thì mấy cái độc khí nó rút vô bên trong thì vết bầm nó mau tan lắm. Còn chè khô nó cũng có tác dụng tương tự. Cho nên khi mà ta thiết đãi nước nôi cho các khách đến viếng, đừng có nên đãi bằng nước chè vì nó sẽ rút hơi độc á. Rồi nước khoáng là tốt. Như vậy là bản chất của cây nến là chỉ là để khử độc thôi. Lửa nó cháy đó, nó làm cho cái mùi độc nó bị giảm bớt đi. Ở trong nền văn hóa Việt Nam á, thì người ta có thói quen đó là nam 7, nữ 9. Thói quen đó nó không có nguồn gốc gì hết á. Người ta nghĩ vô cái con số hộ mệnh đó, cho người nam và người nữ vậy thôi. Còn trong Phật giáo đó thì cái con số 7 đó nó được xem như là số cát tường, số đầy đủ, số trọn vẹn,
số toàn thể. Cho nên mình để cái đó là mình tượng trưng á, cho nên được trọn vẹn toàn thể. Chứ còn mà để cho mình giảm bớt những cái xú khí có thể tỏa ra từ thân của những cái thi thể có những cái chứng bệnh ung thư, nhất là gan, là sơ gan cổ trướng đó, thì chẳng những ta để 7 cây mà ta có thể để 70 cây cũng được. Đây là có tác dụng đó đó. Còn có những người mà không hề có những cái chứng bệnh sơ gan cổ trướng trương sình, hoặc là nó tỏa ra quá nhiều cái xú khí, thì ta đâu cần phải để đèn cây. Có nhiều người ta để là vì cái những nguyên nhân đó, vì sau này phong tục tập quán mình không biết lý do tại sao mình cứ bắt chước mình làm theo. Cho nên nó để 7 hay 9 không quan trọng, cái con số đó biểu tượng đó, mà để với cái số lượng nào đó nó đủ cần thiết để cho những số khí này không có mặt, ý là vậy đó. Còn đối với câu hỏi thứ hai, 7 đó hoa sen nở ở từng gót chân, trong mô tả biểu tượng đản sanh của Đức Phật Thích Ca dưới vườn Lâm Tỳ Ni, chúng tôi gọi là mô tả biểu tượng là bởi vì người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, không thích nói kiểu bạch thoại, mà phải thích nói theo cái kiểu điển tích biểu tượng để đòi hỏi người được kể nghe biết về đó dùng một cái năng lực trí tuệ để giải mã những cái ẩn số này, thì sự mô tả đó được đánh giá là kiệt tác, là hấp dẫn, là hay về phương diện văn học và triết lý. Mỗi một nền văn hóa nó có một cái nét đặc trưng riêng. Ví dụ truyện Kiều của Việt Nam vốn là mô phỏng từ Kim Văn Kiều của Trung Quốc, nhưng trong nền văn học của Trung Quốc xưa cũng như nay, Kim Văn Kiều không hề có chỗ đứng quan trọng. Trong khi đó, Nguyễn Du bằng ngòi bút thi ca với nhiều thành ngữ điển tích cổ đã tạo cho diện mạo của truyện Kiều nó hấp dẫn vô cùng. Và nhờ truyện Kiều, ông được nhân danh như là một nhà danh nhân văn hóa của thế giới. Là bởi vì cái khả năng sử dụng điêu luyện để làm cho cái nền thơ ca mang đặc sắc Việt Nam lục bát trở thành đặc biệt hơn bao giờ hết. Thì người Ấn Độ cũng như thế. Thay vì nói rằng là sự ra đề của Đức Phật Thích Ca mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại an lạc cho số đông, mang lại sự bình an cho chư thiên và loài người, như một số bản kinh mô tả, thì có một số bản kinh khác nói rằng Đức Phật sanh ra từ không phải của mẫu hậu Maya, và mỗi bước chân đi của Ngài nở hoa sen. Ngài đi bốn hướng đông tây nam bắc, rồi có kinh thì nói đi cả 10 hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc, hướng trên thì hướng dưới nữa, và mỗi hướng đều là 7 bước. Tay chỉ trời chỉ đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ở trong nền văn hóa Ấn Độ, bên phải được tượng trưng cho các tường điềm lành, cho nên thay nói rằng là sanh ra từ người mẹ, giống như bao nhiêu người bình thường khác, thì ta không thấy được rằng là cái sự có mặt của Như Lai Thế Tôn sẽ mang lại các tường cho mọi người, cho nên ta mới nói là sanh từ không phải. Chứ làm gì có chuyện sanh từ không phải, không có ai có thể sanh từ không phải. Đó là biểu tượng mà phải giải mã nó. Con số 7 là con số trọn vẹn. Con số đó là nó có nhiều cái, ví dụ như là 7 là 7 nốt nhạc, 7 ngày trong một tuần, và nhiều cái khác nó cũng bắt đầu con số 7 mà không bắt đầu con số 8, cho nên nó là con số giống như là quy luật vũ trụ đó. Con số chuẩn, chìa khóa của nhiều cái nguyên lý, nhiều quy luật. Thì Đạo Phật cũng sử dụng cái con số đó, nói là thay vì nói là 49 năm, thật ra Đức Phật không phải thuyết pháp 49 năm, chỉ 45 năm thôi. Nhưng mà Phật giáo Bắc Tông lấy từ con số 7 nhân lên cấp số nhân, 7 lần 7 là 49. Rồi mới nói là Đức Phật thuyết pháp 49 năm. 49 năm thuyết pháp đó mang lại sự thanh tịnh, an vui, hạnh phúc cho con người, hay là mở tuệ giác cho con người, thì thấy nó bình thường. Thì ta mới nói là 7 bước chân đi Đức Phật nở hoa sen, tại vì hoa sen là nó thanh tịnh, gương nhụy cánh hạt từ bùn nhân nước động.
Ý muốn nói rằng là tất cả chúng sanh như chúng ta cũng bị phiền não nhiễm ô cõi đời trần cấu này ảnh hưởng tâm chi phối, nhưng nếu chúng ta biết khai thác Phật tính thì Phật tính đó vẫn nở hoa tuệ giác hạnh phúc cho mình. Và làm như thế tức là mở được hạnh phúc. Như vậy là 45 năm thuyết pháp của Ngài là mang lại sự thanh tịnh, mang lại hạnh phúc, mang lại bình an. Người ta mô tả văn chương và biểu tượng như vậy để hấp dẫn. Chứ đừng nghĩ rằng là đó là cái mô tả thực. Hoa sen làm gì có mọc trên đất, nó mọc dưới bùn thôi. Một cậu bé mới sinh ra nặng nhất là 5 kg, không ạ? Là thiếu ký thì cũng khoảng là 1,5 kg, chứ mà sanh 1 kg là sống không nổi đâu. Mà Đức Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì Ngài phải từ là 3,5 kg cho lên, qua xe nào chịu cho nổi, đúng không ạ? Và đứa bé mới sinh ra làm sao đi được? Không có đứa bé nào sinh ra đi được cả. Ta phải tin như thế, cái quy luật sinh học nó là như thế. Đây là cái mô tả biểu tượng về triết lý. Thay vì nói là 45 năm hoằng pháp của Đức Phật thì người ta nói là mỗi bước chân đi của Ngài đó nó mang lại của Hoa Sen, tức là mang lại hạnh phúc. Thì từ đó đó chúng ta có thể áp dụng vào cái câu mà một vị pháp sư nào đó vừa giảng gần đây, rằng là không phải chỉ có Đức Phật, các vị Bồ Tát đi là Phật sự hoa sen mới nở ở dưới gót chân, mà tất cả những người tốt đều có hoa sen nở. Thế đó là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Ta đóng góp cho cuộc đời, ta mang hạnh phúc bình an thì ta đang tặng hiến cho người kia một hoa sen. Hằng ngày hằng giờ đó quý vị không biết tặng hoa sen cho người ta biết bao nhiêu cái à. Phật tử miền Bắc là thành tín vô cùng, gặp là Nam Mô A Di Đà Phật, chắp tay là có hoa sen đó. Chúng ta đang chấp một cái búp sen. Búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Cho nên nó không phải là cái phương pháp chào tặng của người Phật tử tại gia dành cho các nhà sư đi tu, mà tất cả mọi người con Phật phải chào nhau bằng cái đó. Người tu sĩ cũng chào người tại gia bằng cái búp sen, để răn nhắc rằng người đó cũng có tính Phật, cái chất ngộ, chất giác ngộ để sống một cách bình an. Và nếu chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta đang tặng hoa sen cho cuộc đời, chứ không phải là mình có hoa sen cho riêng mình. Tặng cái sự giác ngộ cho cuộc đời, ai cũng có thể làm được việc đó nếu chúng ta phát tâm lành, dấn thân xã hội, làm nhiều việc lành giúp đỡ tha nhân và cộng đồng, thì đều là những bước sen nở dưới gót chân của ta, nở dưới từng bàn tay của ta, nở từ cái tư duy của ta. Đó là ý nghĩa nở hoa sen. Do đó đó, ta phải tiếp cận Phật giáo bằng góc độ biểu tượng về triết lý. Mỗi một lời kinh Phật dạy nó có hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp biểu tượng triết lý. Tiếp xúc với lớp nghĩa đen chữ trắng thì ta mới dừng lại ở cái phần tín ngưỡng, nó cũng có cái hay của nó. Còn tiếp xúc với cái lớp nghĩa biểu tượng và triết lý đó, ta sẽ đi vào cái cốt lõi của nhà Phật, và ở đây đó, nó mới là hay. Ví dụ như có bài kinh gọi là kinh Kim Cương mà phần lớn Phật tử Bắc Tông mình thuộc á, đọc trong các chùa Bắc Tông đấy. Tại sao kinh đó gọi là kinh Kim Cương? Gọi đủ nè: Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, gọi tắt là Kim Cương. Năng đoạn là khả năng cắt đứt phá, bởi vì hạt kim cương đấy nó có thể làm chặt đứt xuyên thủng tất cả các loại kim loại và các loại đá quý, mà không có kim loại và đá nào có thể làm đứt lủng được nó. Nó gọi là năng đoạn. Đoạn là chặt đứt, năng là khả năng. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ sốt ráo, và dịch nghĩa đó ở trong tiếng Việt đó là kinh nói về trí tuệ toàn giác, có năng lực chặt đứt tất cả những khổ đau như là hạt kim cương. Gọi đủ á, bài kinh đó là vậy. Như vậy là trí tuệ đó, nó giải phóng khổ đau. Do vậy đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ, chữ Bodhi, Bồ đề đó là chữ đạo Phật đó. Nó có nghĩa là trí tuệ, là mở mắt, là tỉnh thức. Do đó đó là mỗi một cái từ ngữ trong kinh đó phải được hiểu thêm cái lớp nghĩa thứ hai nữa thì ta mới hiểu sâu hành đúng lời Phật dạy. Cái lớp kim cương này mới là cái quan trọng, còn cái lớp sikola
bọc ngoài lớp kim cương đó là cái vỏ tín ngưỡng, vốn là một phần rất là phụ của Phật giáo, do bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán văn hóa ở từng nơi, nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh. Thì người tu học theo Phật đó phải rũ bỏ được cái lớp tín ngưỡng này thì mới thấy được hạt kim cương bên trong. Do đó đó, ngoài cái lớp nghĩa đen chữ trắng mà ta học, ta phải khai thác thêm cái lớp biểu tượng bên trong này thì mới thấy được cái màu nhiệm của Phật pháp là gì. Cho nên khi mà nhìn thấy tượng đản sinh, hoàng hậu Maya sanh ra từ không phải, người ta mới vẽ cái cảnh là bà đang vối tay hái lấy cái hoa vô u. Hoa vô u làm gì có hoa, cây đó là không có hoa, đó là cái loại cây hoàn toàn không có hoa. Rồi người ta nói là cây vô u này là hàng nghìn năm mới nở một lần, khi có một cái sự kiện điềm lành gì đặc biệt lắm nó mới nổ. Làm gì có chuyện đó. Ý ta nói là sự ra đề của Đức Phật là hoa trái của hạnh phúc, của bình an, của giải thoát. Cái hạt giống tự giác của Đức Phật gieo trồng những cái cánh hoa như vậy cho cuộc đời. Người ta mới lấy cái cây vô u. Do đó nó cũng là những cái mô tả biểu tượng mà vẫn không được xem là nó khoét, là nó rỗng, nói những cái không có sự thật hay là nói chuyện quan đường. Do đó đề nghị chúng ta hiểu được cái lớp thứ hai này thì mình sẽ tiếp cận lời kinh Phật dạy sâu sắc hơn nhiều lắm. Xin yêu câu hỏi khác. A Di Đà Phật. Con chúng con đang tập tu ạ. Bạch thầy là chúng con có một vài cái điểm chúng con muốn xin thầy dạy ạ. Về người quá cố ạ. Khi mà chúng con thường đến độ đám hoặc trong gia đình thì có những cái thường thường hay tạo ra cái lễ phạt mộc, xin thầy giảng cho chúng con. Và cái điều nữa là thường thường đến độ niệm thì chúng con thấy có những gia đình thì hay đặt người quá cố xuống đất hoặc là mở ra để cho ánh sáng soi vào. Thì chúng con chưa được hiểu những các cái nghĩa này. Cái lễ phạt mộc ấy ạ, người ta cứ cầm con dao người ta phạt xung quanh cái áo quan ấy ạ. Thế chúng con chưa hiểu chỗ này thì chúng con muốn xin thầy dạy để cho chúng con mỗi khi được chứng nghiệm những cái đó. Và cái thứ hai nữa là cái là đặt người quá cố xuống đất, thế sau đó thì lại vâng ạ, trước khi niệm đấy ạ, thế sau đó thì lại hoặc là mở ra để cho ánh sáng mặt trời soi vào. Thế những cái ý nghĩa này thì chúng con muốn được thầy dạy cho chúng con để chúng mỗi khi chứng nghiệm đến cái đó thì chúng con được cảm nhận như thế nào. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô đã nêu ra hai cái tình huống phản ánh về cái phong tục tống táng ở miền Bắc mà trong Nam không có. Ở trong miền Nam đó thì trước khi di quan, thường gọi là động quan đó, thì các vị âm công, tức là những người làm công tác di chuyển cái áo quan, sẽ làm một cái lễ gọi là bái chào tiễn biệt người quá cố. Sau đó đó từ họ mới làm cho cái hòm đó, cúi đầu chào bàn thờ gia tiên. Rồi khi về ra khỏi căn nhà, họ lại chào thêm một lửa để chào cái ông thổ địa. Theo phong tục này đó, thì cái người con cháu đó giúp cho người quá cố thông qua sự các động tác chào, làm cho cái liên củ đó thấp lên cao xuống như thế này, giống như người ta cúi đầu để tiễn biệt các hương hồn của người thất tổ trong gia tiên.
mà khi còn sống đó, nhờ cái âm đức của những người quá cố trước gia hộ mang lại sự bình an cho gia tộc. Thứ hai là cáo biệt thần tài thổ địa, vì ta nghĩ rằng là mỗi một cuộc đất á có cái một ông thần, ông thần trưởng quản cái cuộc đất đó, sở dĩ mình sống được bình an vô sự là nhờ ông thần này. Thì đây là một cái mê tín dị đoan thôi. Thực ra thì nó cũng có những hình ảnh thổ địa ở địa phương. Thí dụ ông trưởng ấp, trưởng làng, trưởng xã là mấy ông thổ địa với ai? Rồi mấy ông quan chức mà quạnh hệ thiên hạ cũng là mấy ông thổ địa với ai? Thì cái văn hóa mà tiễn biệt để vẫy tay chào với người thân, rồi vẫy tay chào với làng xã đó, ta nên hiểu với một cái nghĩa tích cực hơn. Đó là cáo biệt và bái biệt những người còn lại. Mà nếu là cái người quá cố là cái người tộc trưởng, và trước đó thì trong gia đình đó không có một cái bàn thờ nào gia tiên cao hơn nữa, thì người ta không có làm cái lễ là xá chào ba xá của cái hòm. Tại vì ông là lớn nhất rồi, chỉ có xá chào ở cái vùng đất đó thôi, tức là thổ địa. Và thổ địa trên thực tế là không có. Cho nên văn hóa này thì nó được thể hiện bằng một cách hơi khác ở tại miền Bắc. Đó là làm trước khi nhập quan, nó dễ hơn. Còn sau khi có áo quan rồi, khuân quát nó nặng lắm, mà phải điêu luyện lắm, rành nghề lắm thì mới làm được, bằng không nó dễ bị tai nạn diễn ra. Cho nên người ta để cho người quá cố chào xá gia tiên rồi chào xá thổ địa là cũng cùng một ý nghĩa này. Còn vấn đề mà dùng cái phạt mộc để mà phát xung quanh cái linh cữu thì theo chúng tôi suy luận á, là một số cái phong tục dân gian nghĩ rằng khi mà hương hồn chết á thì thi thể đó có thể bị các cái hương hồn khác cướp phá, dẫn đến sự bất bình an, bệnh tật hay là chết chóc của những người còn lại trong gia quyến. Cho nên dùng cái động tác phát giống như xua đuổi các loại ma quỷ ở xung quanh hay là trong khu vực nếu có, để tránh những cái tình trạng kéo theo. Còn việc mà để cho thi thể nhìn thấy ánh sáng đó thì nó cũng có ý nghĩa là để xua đuổi cái ám khí đó, cái ma khí, cái ám khí. Thực ra thì cái đó giống như nãy chúng tôi nói, đèn cầy hay là cái đèn dầu, ở trong Nam thì dùng cái đèn dầu dầu đậu phụng đấy, hay là quả trứng gà, hay là nải chuối Tây, ở trong Nam thường gọi là chuối sứ, thì cũng cùng có một bức tương tự đó. Còn là người Phật tử thì ta không nên đặt nặng những cái phong tục này, bởi vì nó không cần thiết. Nếu ta muốn cho hương linh bái biệt cửu huyền thất tổ gia tiên đó, thì ta chỉ cần sướng thôi. Ví dụ gia tiên đó là họ Lý, tức là nhất tâm phụng thỉnh Lý tộc lịch triều đại và đảnh lễ tam bái, ta sẽ cần sướng lên như thế thì các hương linh á, nếu mà chưa siêu vẫn có thể nghe và cảm nhận được để làm cái công việc đó bằng tâm tưởng của mình, chứ không cần phải làm bằng cái hình thức. Vì hương linh có thể nghe biết rất rõ. Còn để mà xua tà quỷ ma ám khí đó thì không gì hay bằng là những thầy kinh, không cần bùa yếm trù mà vẫn có kết quả tốt của nó. Nếu như ở vùng đó có những ma chướng do chưa được siêu rồi là quậy phá làng xã, gây ảnh hưởng thế này thế kia, thì ta càng phải làm lễ cầu siêu nhiều hơn nữa để giúp luôn cả những người đó, để cho họ được siêu. Cho nên không cần phải làm những cái chủ hình thức là dùng dao phát. Các hương hồn đâu có thân thể đâu, có chặt nó có đâu đứt đâu, phải không ạ? Chỉ bằng cái tâm thức thôi. Cho nên chỉ có trí tuệ mới có thể giúp cho tâm thức đó được thức tỉnh. Lễ cầu siêu do vậy nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Là những người Phật tử, và chúng ta thấy rất rõ là tại miền Bắc hiện nay là cái nạn mà thiếu nhà sư đó rất là nghiêm trọng. Hôm qua chúng tôi ở Việt Trì được biết là
có trên 200 ngôi chùa mà chỉ có mấy chục nhà sư. Có nhiều ngôi chùa đến bây giờ vẫn chưa có sư chủ trì. Chỉ vậy là khi có một cái người làng xã nào đó qua đời thì làm sao thỉnh mời nhà sư kịp thời được, rất là khó. Thì những người Phật tử đó có thể làm cái công tác hộ niệm để giúp cho hương linh nó được siêu. Và những người làm công tác hộ niệm này cũng cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý và sự huấn luyện về tâm linh. Trong lúc mà cái thời kinh cầu siêu diễn ra đó, tâm ta phải thật sự là thành, không có liên tưởng, nghĩ tưởng đến bất cứ cái gì, nhất là nỗi lo, nỗi buồn, danh vọng, mọi thứ, chỉ tập trung để giúp cho hương linh được siêu. Và muốn làm được điều đó thì ta phải nhờ người thân cung cấp các dữ liệu tâm lý của hương linh trước khi chết. Họ bị vướng cái gì, bế tắc cái gì, thì những người cầu siêu làm công tác hộ niệm này đó sẽ làm có kết quả. Nó giống như ngài Mục Liên biết rất rõ là mẹ của ngài tiếc nuối đó, cho nên đó mới giúp cho bà đó tháo gỡ được cái tiếc nuối. Bản kinh mô tả là thấy một bát cơm đó, mẹ của Mục Liên một tay để che đậy, một tay là bốc hút ăn, ăn nhanh đến độ toàn cổ là bốc lửa cháy. Đây là một cái ngôn ngữ biểu tượng mô tả thôi. Ma quỷ làm gì có thân thể mà cầm tay bốc để ăn, phải không ạ? Biểu tượng đó. Trong lúc mà chúng ta ăn, ví dụ đi đâu đói quá, 2-3 ngày chưa có ăn, khi gặp ăn thì chúng ta ăn rất là nhanh. Cái thói quen đó mà, nó làm cho mình ăn nhanh, sợ mình không đến phần mình. Và nếu mà ít quá đó, mà nhiều người quá thì mình sợ mình phải chia phần đó. Nếu mà mình không có cái tâm rộng lượng và mình có một cái tánh thối là keo kiệt đó, keo kéo không ra, giống như tổng giám đốc hãng kẹo đấy, thì lúc đó ta sẽ có những cái tâm lý là ăn vội, ăn vàng, cho nên nó bị mắc nghẹn, không à, ăn nhanh quá nó mắc nghẹn đó. Thì cái mắc nghẹn đó được mô tả là lửa bốc khói, cái lòng keo kiệt sẽ đốt cháy làm chúng ta ăn không ngon được nữa. Do đó là có tiền của phải giúp đỡ tha nhân, có điều kiện là phải chia sẻ với những người thiếu thốn, để cho chúng ta không bị nghẹn, không bị bốc hỏa trong sự tiêu thụ về phước báo của mình. Thì vậy là bản chất của sự vướng của bà Mục Liên Thanh Đề đã nằm ở chỗ là bà keo kiệt và tiếc nuối tài sản sau khi chết á, cho nên làm cho bà trở thành ngạ quỷ. Thì bây giờ mình phải trì niệm làm sao để phá vỡ được cái đó. Thì những nơi mà không có thầy làm lễ thì quý Phật tử có thể làm công việc này. Thế làm sao cho tâm thức của các hương linh đó phá vỡ được sự chấp trước, tiếc nuối thì người đó sẽ được siêu. Cho nên các hình thức mà mở kim quang, mở linh cửu ra để cho ánh sáng vào không quan trọng. Còn có nơi đó thì họ mở ra vì cái mục đích là cho con cháu hay là người thân nhìn thấy cái người quá cố lần cuối cùng. Rất may bây giờ cái công nghệ linh cữu của Đài Loan á, nó tiên tiến ở chỗ là cái phần mà để mặt và cái đầu đấy là làm bằng loại kiến tổng hợp đấy, mình có thể nhìn thấy mà không cần phải mở cái nắp linh cữu ra. Do đó các phong tục nào nó không đúng đó, ta nên mạnh dạn bỏ đi. Còn ý nghĩa và giá trị của nó đó, chỉ cái nào hay thì ta giữ lại. Chẳng hạn như là sự tiễn biệt gia tiên, tiễn biệt thằng thổ địa, thì ta là hiểu đó là sự tiễn biệt tất cả những người còn lại với gia tộc và với làng xã. Thì bây giờ đó là trước khi động quan đấy, thì ta thay thế cho hương linh để nói những câu đó. Bây giờ thì rất nhiều gia đình đã làm như vậy. Một người trưởng nam hay trưởng nữ đại diện cho gia tộc nói lời cảm ơn tất cả thân bằng quyến thuộc và chia tay trước khi linh cữu được di chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nó cũng là một ý nghĩa xã hội tương tự như vậy. Và nó có một cái gì đó nó hay hơn, bởi vì nó gắn liền với tình làng nghĩa xóm. Còn nhiều cái phong tục á, nó phần lớn nó phát xuất từ mê tín. Người ta không lý giải tại sao nó như thế, là cứ như vậy mà làm thôi, là mình không hiểu tại sao mình phải làm nữa. Cho ý nghĩa nó hoàn toàn mất hết. Xin đi câu hỏi khác. Thưa thầy, là vừa rồi thầy có giảng về vấn đề thân trung ấm, tức là linh hồn, tức là tâm thức.
thì thưa thầy, như vậy là đấy, cái đó là một cái mà cái thắng lợi của Phật giáo chúng ta, bởi vì đấy là cái chủ yếu về tâm linh mà một thời gian dài ở miền Bắc là chưa công nhận. Thì cái này thì khi mà còn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hoàng Phương thì ông này cũng chứng minh về tâm linh. Nhưng mà tất nhiên ông này cũng khổ, cũng người ta dọn giết cho cái tội là mê tín dị đoan là bao nhiêu thứ. Đúng không ạ? Nhưng sau này thì ông này có chứng minh, mà sau này có Bộ Công an họ mời. Đã. Mời tức là để ông ra ông giảng. Cái ông gọi là linh hồn là cái như thế nào? Thì ông lên chứng minh. Thì ông chứng minh cái tức là hoa nếu mà đấy. Thì cái chứng minh rằng cái thế bằng giáo sư lý tập mở bằng toán, cơ thể chứng minh bằng toán, và cái này được cái hội đồng khoa học của Mỹ cho trao cái giải gọi là giải Bạch Kim. Tất nhiên mình thì không thừa nhận, nhưng bản thân giáo sư Hoàng Phương được như thế. Thế con xin đưa lại một cái nữa, tức là vừa rồi thầy có giảng cái điều này, tức là cái vong linh đấy khi mình cúng ra thì nó chả hưởng gì, nó như theo thầy nói thì nó là ảo ảnh. Nhưng mà thực ra mà nói như là cái giáo sư Nguyễn Hoàng chứng minh ấy, thì và sau này có nhiều tập sách của bên Hoa Kỳ cũng như là của bên Liên Xô cũ là chứng có, nó có thủ về hương liệu, tức là hương đó, hương thắp đó, hương hoa, các mùi hương nó hưởng thụ. Thì riêng cái chứng minh đấy thì để nói rằng là cái mà ta gọi là ma đấy, ma quỷ đấy, thì nó tồn tại. Và tồn tại bao nhiêu? Và cái chủ yếu nhà chùa, tức là cái Phật giáo chúng ta muốn giúp là gì? Để cho người ta giải thoát. Nó có đi được không? Đấy, là bởi vì có những người sau 49 ngày, thầy ạ, sau 49 ngày mà nó còn hiện lên. Tức là hiện ra nhập, người ta gọi là gọi hồn nhập lên cho một trong người trong gia đình nào đấy. Nó nói tất cả những điều ông nói. Nó lặp lại ông y như xùy của cái người đang sống đấy, nói tất cả. Tức là có nghĩa là cái người đó chưa được giải thoát. Đấy, thế bây giờ nhà chùa mình ta muốn giúp là người ta phải được giải thoát, cái người đó phải siêu thoát. Còn luẩn quẩn như thế là chưa được. Đấy. Thế thì có nghĩa là gì? Nó có hưởng, tức là cúng thế này của chúng ta, cúng thế này là có nghiêm túc quá các thứ. Vì vậy cho nên là những cái ở các gia đình mà chúng ta cúng ấy, thế nào gọi là gọi là linh thiêng hay không linh thiêng, thì người ta chỉ nhìn qua bát hương là có thể đoán được. Tức là cái người chủ để người ta cúng, tức là cái tâm của người ta có, cho nên cái bát hương nó thế nào. Còn cái người để cho cái bàn thờ mà nguội lạnh rồi bát hương nó chả ra cái gì cả, thì cái đó nói thẳng là không bao giờ có một cái gọi là linh thiêng được. Cho nên là con muốn nói trở lại thế này, tức là rõ ràng cái người vừa được thoát ra như thầy vừa chứng minh là gì, tức là nếu anh còn nặng nợ với cái xế ra bà này thì rõ ràng rất khó giải thoát. Còn nặng nữa anh còn nghĩ rất nhiều, cho dù có chết đi nữa cũng rất khó. Cho nên là kinh Bát Nhã với bao nhiêu kinh để cho nó biến, nó tan biến các thứ đi. Đấy, thì là con chỉ muốn nói tức là như vậy là nó có thể nó có hưởng hồi hương liệu chứ phải không. Cảm ơn chú vừa chia sẻ cái quan niệm mà hương linh có thể tiếp hưởng được thông qua những cái dẫn chứng về một vị giáo sư. Ở trong triết học Phật giáo đó thì trung ấm đó, nó còn có một tên gọi khác là hương ấm, tức là cái giai đoạn chuyển tiếp sau khi một người qua đời chuẩn bị đầu thai thành một cái mầm sống mới đó.
thì sự tồn tại và hưởng thụ của người đó là trên cơ sở của hương. Khi chúng tôi phân tích đó thì không nhấn mạnh đến góc độ này, ở chỗ đó là thân thể vật lý đất nước gió lửa của hương linh đó, nó trở về bốn nguyên lý là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận hành, là chất lưu thông. Cho nên là hương linh đó là tiếp nhận đó bằng cái tâm thức thôi. Tâm thức đó thì nó có được cái năng lực tưởng tượng, do vậy mà chúng tôi gọi là họ hưởng bằng cái ảo giác đó, tưởng đó thôi, hình dung và tưởng. Ví dụ mình vừa ăn sáng một tô phở rất ngon, rồi bữa trưa không hề được ăn, làm việc không có điều kiện để mình mua, thì đến khoảng 2 giờ trưa đó ta hơi thèm do cái đói, ta liên tưởng đến bát phở mà ta ăn hồi sáng đó, ta cảm thấy là cái dịch vị nó cũng tiết ra bình thường, mặc dù cái này nó không hề có hương gì cả nhưng mà nó vẫn tạo ra dịch vị do cái tưởng tượng và hình dung ở trong tâm thức của mình. Thì các hương linh đó tiếp nhận các vật thực cũng dựa trên cái cơ chế tưởng tượng và hình dung đó. Chúng tôi thích dùng cái từ ảo giác là bởi vì á, để muốn nhấn mạnh một điều là thân phần quyến thuộc đừng quá đặt nặng cái phần cúng kính mà tốn kém rất nhiều tiền bạc, mà là ý nghĩa xã hội, ý nghĩa tâm linh là không cao. Ví dụ con người, nhất là người Hoa, cúng một lần là 7 con heo quay, vài chục con gà quay, cứ nghĩ rằng là làm như thế là hiếu kính với cha, với bó tài, đó chẳng là bao. Hoặc là cúng trái cây đó, chất đầy luôn cả mấy cần sét. Thay vì chúng ta lấy sử dụng những cái tiền như thế đó, giúp cho những người nghèo thì hồi hướng công đức cho người quá cố thì lệ lạc hơn nhiều. Cho nên chúng tôi thích dùng cái ảo giác, cái từ ảo giác hơn, nghĩa là họ chỉ cảm nhận, họ ăn bằng sự tưởng tượng đó, chứ đâu có cái cổ đâu mà nuốt, đâu có bụng đâu mà chứa, đâu có hệ tiêu hóa đâu mà cho nó tạo thành những chất bổ trong cái cơ thể. Trong một bài kinh Bali đó thì có một vị Bà La Môn chuyên hành nghề thầy cúng, hỏi Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, tôi biết ngài rất giỏi về cảnh giới tâm linh, mà tôi thì làm bằng cái nghề này mà tôi lại không có khai thông lắm, cho nên xin ngài cho biết là việc cúng kính của những người thân cho người quá cố thì người quá cố có tiếp nhận được hay không? Đức Phật nói đó, chỉ có một tình huống tiếp nhận, các tình huống khác thì không. Đối với các tình huống khác, Đức Phật nêu, nếu người đó sau khi chết do không lưu luyến được tái sanh liền thì họ trở thành một mầm phóng sống mới, tức là một cái phôi thai ở trong bào thai của người mẹ, thì nơi đó đó đứa con này dầu là nữ tính hay là nam tính sẽ tồn tại thông qua cái nhau của người mẹ, và khoảng 10 tháng 11 tháng sau đẻ ra thì cô bé hoặc là cậu bé đó sẽ được nuôi dưỡng bằng sữa của người mẹ và vật thực do người mẹ mớm ăn để tồn tại. Như vậy là toàn bộ sự cúng kính cho cái người đã được siêu đó là hoàn toàn người đó không được hưởng gì cả. Tình huống thứ hai Đức Phật nói là nếu như khi còn sống á, một người nào đó đặt nặng thú tính, tức là hưởng thụ quá nhiều, làm cho đời sống đạo đức mình sa sút một cách nghiêm trọng, thì sau khi qua đời cái nghiệp nó dẫn dắt làm cho người đó đào thai trở thành những cái loài gia súc hay là động vật nói chung. Thì tại đây đó, đầu tiên chúng được tồn tại dưới hình thức là một cái phôi ở trong cái bào thai của một con cái, và khi sinh ra đó có loài đó là con được nuôi, có loài là con cái nuôi, thì chúng đã có và được tồn tại bằng vật thực do chính cha mẹ động vật của chúng nuôi. Việc cúng kính trong tình huống này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Tình huống thứ ba, nếu như khi còn sống làm quá nhiều việc phúc, tạo nhiều việc làm, tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thái, không chấp trước và buông bỏ, cho nên khi qua đời đó, thì người này sẽ được tái sanh vào hành tinh có sự sống con người ngoài hành tinh cho đang sống, mà thuật ngữ và Phật thường gọi là chư thiên.
Đừng hiểu chư thiên là những người có cánh như là trong Thiên Chúa giáo bài. Những người sống ngoài hành tinh chúng ta đã có phước báo hơn chúng ta về khoa học kỹ thuật, về tri thức, về tuổi thọ, về môi trường, mà phần lớn là họ không có chiến tranh, cho nên họ sống ở trong bình an. Tất cả những gì họ tạo dựng được nó còn lâu hơn họ, cho nên cái góc độ vô thường đó nó diễn ra chậm hơn đối với cái hàng chư thiên này so với con người. Con người mình tăng tốc chiến tranh nhiều quá, cái vô thường mình thấy nó chóng vánh lắm, mới thấy đó mà sau đó nó thấy khác rồi. Thì sự cúng kính như thế cũng không có tác dụng. Và Đức Phật nói chỉ có một tình huống duy nhất là người đó vì nuối tiếc hay là chấp trước cho nên chết đó, trở thành ngạ quỷ hay là ngạ ma, đối khác cảm xúc vật thực, đối khác mọi thứ, mặc dù trên thực tế họ không ăn uống tiếp thu gì được hết, nhưng mà họ cảm nhận thông qua cái cúng của chúng ta. Chính vì thế mà vào những cái ngày rằm, tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, hầu hết các chùa Bắc Tông từ Bắc chí Nam đều làm lễ đại chai đàn chẳng tế để cầu siêu cúng cho cô hồn. Vật thực bày ra rất là nhiều thứ, bánh trái kẹo đủ loại hết á, vì có loại cô hồn là thích ăn bánh, có loại cô hồn thích ăn ăn trái cây, có loại cô hồn thích ăn thứ này thứ nọ, bày ra nhiều thứ. Mặc dù trên thực tế họ không ăn được, nhưng mà họ cảm nhận được bằng sự đối khác của họ, cho nên ta vẫn bày cúng một cách tượng trưng để ta thiết lập tình thân tình thương với các hương linh này. Từ đó họ mới có cảm nhận rằng là ta thương tưởng họ, và do vậy cái sự chú tâm cầu nguyện để giúp cho các hương linh rũ bỏ sát thân và thừa nhận cái chết diễn ra với họ là một sự thật đó, dễ dàng thành công hơn. Còn nếu mà mình không có bài cúng gì hết á, mình tập trung quán tưởng không có tác dụng lắm. Giờ đó phải cúng, nhưng mà cúng tượng trưng, và phải cúng chay chứ không thiết đãi mạng, bởi vì không ăn uống được gì cả mà chỉ cảm nhận mà thôi. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin nói thêm đó là cái tục của Trung Hoa và Việt Nam đó, thường cúng gạo và muối. Nếu cúng cô hồn, chúng tôi đề nghị quý vị đừng nên cúng hai thứ này, không có tác dụng. Tại vì trong những cái thời kỳ chiến tranh ly loạn ở tại Trung Hoa đó, người ta khổ và nghèo, cho nên người Trung Hoa là thích ăn cháo buổi sáng và buổi chiều, bởi vì đó ăn ngày ba bữa cơm tiền đâu mà chịu cho nổi. Giống như cái thời kỳ sau năm 75 ở Việt Nam mình nghèo, mình phải ăn cháo hay là ăn cái loại cơm trái phải khô đó nấu lại, hoặc là bao bo hay là bánh mì để độn, hoặc là khoai mì vân vân. Ta thiếu quá ta không đủ, thì thay vì ở Việt Nam mình ăn những loại này thì Trung Quốc họ chọn cái giải pháp là ăn cháo. Lâu dài quá rồi cái đó nó trở thành như là một cái văn hóa ẩm thực. Sáng mơ là người Trung Quốc vẫn ăn cháo và chiều vẫn ăn cháo, mặc dù họ là người già giàu. Trong những giai đoạn khốn khó quá, chiến tranh ly loạn quá, không có đủ thời gian để nấu, thì họ sẽ đem cái lương khô đi theo, bỏ miếng nước vô sôi vô thì có thể trở thành cháo. Bây giờ thì người ta đã làm cái thứ đó từ cái nền văn hóa này. Chứ còn bình thường mình đã còn sống mà ăn gạo được không? Đâu ăn được đâu. Ăn cơm với ai đâu ăn gạo. Muối nó mặn lè mặn lét làm sao mà ăn. Cô hồn ăn mấy thứ đó là nó sợ luôn. Cho nên mình phải cúng những cái thứ, các vật thực tượng trưng để thiết lập cái tình thân tình thương với họ. Thì trong tình huống này thì bản kinh đó Đức Phật nói là các hương linh là tiếp nhận được từ cái ảo giác mà các vị tổ sư Trung Hoa dịch là cái tử hương ấm, tức là cảm nhận được cái phần hương. Thực ra là sự tưởng tượng mà thôi. Còn trong thực tế đó thì cái sự cảm nhận ăn uống nó chỉ là một phần phụ thuộc. Quan trọng nhất là họ phải hưởng thụ và tiêu hóa được lời kinh Phật dạy để nhận thức vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Đó là cái trọng tâm, đó là quan trọng nhất. Những thứ khác là thứ yếu. Và Đức Phật nói rất hay: dầu cho hương linh đã được siêu thoát làm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, hay là làm con người trên hành tinh này, hay là bị đọa lạc xuống các loài động vật, hay là lang thang trong cái cảnh giới ngạ quỷ, thì cái người phát tâm cúng kính đó vẫn được phước báo. Và chính nhờ cái phước báo này
giàu tái sanh trong bất kỳ một tình huống gì, người đó vẫn nổi trội hơn những người khác. Đức Phật giải thích thêm, nếu sau cái phần cúng kính đó mà người này đó có cái đời sống bê tha trụy lạc, hưởng thụ quá cho nên đào thai làm cái loài động vật, thì các loài động vật này vẫn sướng hơn các loài động vật khác. Ví dụ cũng là đào thai làm con bò, thì để đào thai ở cái nơi mà ta tôn thờ bò giống như là thượng đế chẳng hạn, như Ấn Độ bò đi ngổn ngang ngoài đường không ai dám đụng đến đó hết á, bò được ta thờ lại bái giếng. Hoặc nếu mà đào thai làm con cọp, con cọp xiếc ra tới đâu là ta vỗ tay rần, ta hoan hô tới đó, ta tưởng thưởng đủ thứ hết á. Hay là con voi xiếc, sư tử xiếc, bêu xiếc, vân vân. Còn nếu là đào thai là con chó thì là có mặt ở trong các gia đình giàu sang, gia chủ của nó cho nó ngủ chung, tắm gội, dắt dẫn nó đi mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều, mà chưa chắc gì những người đó dám làm việc đó chăm sóc cho cha mẹ ruột của mình, nhưng mà họ làm đối với con chó để làm thoải mái. Đức Phật nói là cái phước quả của người bố thí nó là như thế. Dầu hương linh đó có cảm nhận được hay không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cái phước của người gieo trồng nó có. Hướng hồi là cho thực tế, hồi hướng công đức là có. Cho nên làm công việc đó ta làm trong lúc mà hương linh chưa kịp đi đầu thai, tức là làm càng sớm càng tốt. Nếu mình có tiền trước sau gì cũng làm thì nên làm trước chứ đừng làm sau. Đồng tiền trước là đồng tiền khôn, trong tình huống này vẫn rất là đúng. Tức mình làm cho hương linh cảm thấy hoan hỷ về cái việc quan tâm chăm sóc của mình, chứ mình nói mình thương ta mình không thể hiện gì hết là ai tin không à. Chứ đó phải có khúng kính, còn cái hưởng thụ đó chỉ là một cái cảm nhận bằng cái tâm thôi, chứ không có ăn uống thiệt. Mà cảm nhận bằng cái tâm á thì làm cho người đó đối khác nhiều hơn gấp bội, chứ vì thế mới được gọi là ngạ, tức là đối khác. Ví dụ giờ mình đang ngồi phía trước mình á là 4-5 người đang ăn ngon lành, ăn ngấu nghiến, còn mình không được ăn gì hết. Mình nhìn trời nó đói khác gấp 10 lần, thà không nhìn thấy nó đỡ đói, mà thấy mà không ăn được nó đói dữ lắm. Cho nên Đức Phật có nói là tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ là một sự hành hạ về đối khác. Cảm nhận của họ là bằng ảo giác và cảm xúc thôi. Càng cảm nhận càng nhiều chừng nào thì cái đối khác nó dần xé họ ghi gớm chừng đó, khó chịu lắm. Cho nên là ta phải giúp cho người đó ngày càng sớm được siêu sanh. Do vậy khi cúng kính ông bà cha mẹ tổ tiên, đừng có giái gian thầy ông bà ơi chị để ăn cơm với con. Rồi có nhiều người cúng món ruột đó, nói là ông nhà tôi đó khi còn sống đó ông thích bia Heineken lắm, giờ cúng bia Heineken cho ông. Rồi có người nói là bố tôi khi còn sống đó là thuốc 365 không ạ, à? Nên cúng cái thứ này. Chúng ta có thử hình dung người còn sống hút thuốc cũng bị ung thư chết, nhiều chứng mật khác. Mà uống bia đỡ, nếu uống rượu đế là xỉn à. Sống mà còn chịu không nổi, huống hồ chết mà xỉn rồi làm sao cầu siêu nổi. Cái tưởng tượng đó làm cho người ta có cảm giác rằng mình đang hưởng thụ nó, nên trên thực tế thì không. Cho nên mình cúng cũng đơn giản. Do vậy truyền thống Phật giáo dạy chúng ta là cúng chay, hoa quả hương đăng, đừng quá tốn kém, dành cái tiền đó làm từ thiện. Thì như vậy cái ngân hàng tài khoản công đức này đó ta trao tặng cho hương linh, hương linh sẽ tiếp nhận và rút xài thông qua lời cầu nguyện, phát nguyện khi họ được tái sanh. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được kính bạch Đại Đức, qua cái hội nghị Vê Sắc vừa rồi cho nên là chúng con rất là hạnh phúc được biết là Thầy là những người mà học cao mà hiểu rộng. Trong cái phân tích cho người về âm, về cõi, về tâm linh thì con đã được nghe qua băng và tất cả những các cái câu hỏi thì chúng con cũng một phần nào đã hiểu và đã để sau này phục vụ cho chính mình hoặc là cho những người xa đi. Vì các cái việc đó là nó rất lợi lạc cho cái phần người âm hoặc là người quá cố mình mà phải đầu thai sang kiếp khác.
Hôm nay con muốn hỏi thầy có mấy việc ạ? Bốn việc. Việc thứ nhất là con được nghe băng của thầy giảng về, tức là vua, cái bài vấn đáp của vua với lại Na Tiên. Thì trong cái phần băng thứ nhất, thầy có, à, trong đó thầy có nói là có 7 phần. Đức Phật nói rất là rõ, ngài nói rất là rõ. Thì thầy mới giảng có một băng thứ nhất là băng vô ngã. Còn lại 6 băng con đã đi tìm nhưng mà rất là khó gặp. Đấy là việc thứ nhất ạ, vì cái quyển này con thấy vô cùng hay. Và con đã được hiểu qua cái vô ngã mà thầy đã nói rất kỹ. Còn lại 6 phần nữa thì thầy cho con biết. Việc thứ hai ạ, tức là con có nghe băng của thầy giảng ở trong trường, ở trong chùa Hoàng Pháp, về một câu hỏi của cô, một cô bé là tự tử. Vì là học lớp 12 đã bị thi trượt. Và khi thầy giảng trong cái băng đó, con thấy rất là ý nghĩa. Bởi vì kỳ thi tốt nghiệp là, nói chung, cái giới thanh niên hiện nay hiểu về đạo Phật rất ít. Mà chỉ có khi đến chùa là những cái việc cầu hôn nhân, hoặc là những cái chuyện làm ăn, hoặc là những chuyện thất bại. Thế nhưng thầy đã giảng cái bài này con thấy rất ý nghĩa. Và cách đây 2 hôm, tức là hôm thứ 4 vừa rồi, thứ 7 vừa rồi, thì báo an ninh lại ra, tức là hiện nay có một tình trạng là sinh viên tự tử rất nhiều. Vậy thì ở đây ý, thì con cũng rất là tiếc, bởi vì là có một số người, bạn trẻ, chúng ta không biết được rằng là thầy đã giảng cái băng này ở tại chùa Hoàng Pháp, hình như là băng số 13 nếu con nghe không nhầm. Con muốn cái việc này được đưa lên mạng Internet. Và việc thứ ba nữa ạ, tức là con thấy là cái việc mà ma túy thì hiện nay ấy là một tệ nạn, không phải của riêng một quốc gia nào, mà nó là cả thế giới. Vậy thì ở đây ấy, thì là con thấy mỗi một lần mà khi mà TV phát về những cái tệ nạn này, thực sự là rất là đau xót, không phải con mà tất cả đều người nào khi nhìn thấy hoàn cảnh. Con muốn là trong cái vấn đề đạo Phật, ta đã giúp được cả người sống và giúp cả cho người chết. Và đạo Phật đã làm được vô vàn việc là theo, vì tất cả các tăng ni, đại đức đã là những sứ giả của Như Lai, đã truyền bá toàn bộ các cái Phật Pháp để cho hàng hậu học như chúng con được học. Thì con thấy rằng trong vai trò của các đại đức hoặc là các thầy hòa thượng đã truyền cho chúng con rất là nhiều và đã làm được rất là nhiều. Con cũng đã được nghe một cái băng của thầy giảng về quay đầu là bờ. Vậy là thầy đã vào trong cái nhà chùa, chỗ tù này để thầy giảng. Nhưng mà con nghĩ rằng nếu như giáo hội của mình mà có những chương trình mà đặc biệt hơn để cho nó được nhân giống, làm cho những người người ta đau khổ như vậy, người ta tột cùng như vậy, người ta thấy ánh sáng của Phật Pháp như chúng con thấy. Tất nhiên điều này không phải ngày một ngày hai, vì điều này nó quá là khó. Thì con rất là muốn. Và điều thứ tư là chính con ấy, là con đã đề nghị, con có viết một cái lá thư lên đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam. Và cũng cái bức thư ý con đã đưa lên, con nói với anh Lại Văn Sâm là trưởng ban VTV3. Con muốn là cái chương trình của đạo Phật được phát trên các chương trình này. Nhưng vì con cũng không thấy hồi âm, và con cũng chỉ thấy trả lời rằng là cái này nó cũng vướng và rất là nhiều. Nhưng vì tiếng nói của con nó chỉ như một hạt cát, con muốn là tiếng nói của giáo hội nên đưa các cái chương trình truyền bá Phật Pháp vào các cái chương trình đại chúng. Điều này rất là lợi ích, bởi vì có những người, có những cái hoàn cảnh ngồi đây được nghe là rất là hạnh phúc. Nhưng biết bao nhiêu những người còn vì miếng cơm manh áo và họ không hiểu Phật Pháp. Cho nên là con rất là mong muốn, vì con đã viết một cái lá thư cách đây 2 năm. Nhưng mà con hôm nay nhân tiện, vì con biết là thầy là người rất là uy tín ở trong cái ban quốc tế. Mà qua cái vây sắc vừa rồi chúng con được nhìn hình ảnh của thầy qua các đĩa. Cho nên nhân tiện hôm nay thì con cũng xin phép để thầy có một cái tác động. Mặc dù là đây là ý kiến của con thì không biết, là mong thầy hoan hỷ. A Di Đà Phật ạ. Đối với câu hỏi thứ nhất á, thì cái bộ đĩa như là 10 bài chúng tôi thuyết giảng về đối thoại triết học giữa nhà sư và nhà vua, tức là phân tích về kinh Na Tiên,
thì đã được phổ biến rộng rãi 2 năm nay rồi. Hiện tại tại Hà Nội đó thì có một số người có, ở chung chùa Thanh Nhàn thì cũng có đủ trọn bộ, rồi cô Hường mà chở chúng tôi đi đó cũng có trọn bộ, cô Đông bên đạo tràng Pháp Hoa cũng có trọn bộ, và một số vị khác chúng tôi gửi tặng trọn bộ mà không nhớ đó. Thì quý vị có thể liên lạc với những nơi này, còn nếu mà liên lạc mà không có đó thì có thể lên trên trang web tủ sách phật học.com, nơi có đủ gần 600 bài thuyết giảng của chúng tôi trong vòng 3 năm qua trong nước cũng như là nước ngoài, được phân theo các cái năm giảng 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Thì cái đó nó được giảng vào năm 2006. Hoặc là bên dưới cái trang đó nó có cái mục tìm kiếm đó, ta chỉ cần đánh vào cái chữ Na Tiên Tỳ Kheo là nó xuất hiện lên hết. Thì tất cả những bài giảng đó đã được phổ biến trên Internet và phổ biến trong VCD rồi. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề tự tử trong giới sinh viên đó. Nó như là một cái tiếng chuông báo động, mà theo tâm lý học Phật giáo đó, khi đối diện trước sự thất bại, thất bại trong tình yêu, thất bại trong thi cử, thất bại trong làm ăn và nhiều sự thất bại khác đó, dẫn đến sự bế tắc và tuyệt vọng. Và những người này đó, do thiếu tư vấn cho nên nghĩ rằng đó là cái phương pháp giải quyết cái vấn nạn của chính mình, nhưng không ngờ rằng làm như thế thì sự bế tắc lại càng gia tăng. Thứ nhất đó là cái khủng hoảng gia đình, làm cho cả những người còn sống á không thể nào được hạnh phúc được. Cách đây 8 ngày chúng tôi được mời thuyết giảng tại một cái công ty sản xuất gỗ nổi tiếng ở Bình Dương, có trên 1.200 công nhân. Một cô thiếu nữ 21 tuổi đã tự tử chết. Trong cái phân xưởng này đó, nó có một cái hồ thiên nhiên diện tích đến 10 mẫu rất đẹp. Chủ nhân của phân xưởng đó là một cái cầu nước đó, rất là thơ mộng. Và cô này đó, hôm đó là cổ hơi buồn, chuyện tình cũng hơi bị lận đận, rồi cổ uống bia vào xỉn quá đó, thì có một người công nhân khác dìu về vào trong phòng. Thì cái người tình của cô tình lình đi đến và thấy hai người đang ở trong phòng mà không có đèn bật lên, lại hoài nghi rằng là cô này gian díu với người thứ ba, cho nên người tình mới quấn nhiếc cả hai người. Thì đêm đó cô buồn chịu không nổi, tự vẫn mà chết. Thì lễ cầu siêu đã được diễn ra và chúng tôi đã gặp mẹ ruột của cô và hai cô em gái cùng làm ở trong công ty, cũng sống ở trong đó. Cái căn nhà đó đối diện trước cái hồ mà cô ta tự tử chết. Kể từ khi tự tử chết á, thì các công nhân nữ đó ở cái dãy nhà đó không ai dám ở hết. Mấy chục căn phòng bỏ trống á, người ta qua những cái khu khác, dầu ngủ dưới đất hay là một cái giường nằm ba cô, mấy cô cũng vui, chứ còn ở ngay cái chỗ mà đối diện là sợ. Cái bế tắc dẫn đến sự tự tử đó là một trong những cái lý do tâm lý đó, mà theo Phật giáo đó là cái mức chịu đựng của con người tương đối là chưa được huấn luyện hay kém. Nhất là những người đã từng sống ở trong vòng tay thương yêu, chăm sóc của cha mẹ nhiều quá đó, thì cái năng lực này nó giảm hơn. Cái người mà lăn lóc trong cuộc đời từ nhỏ thì cái sức chịu đựng mạnh lắm. Còn người mà được thuận lợi nhiều quá thì mỗi một cái thất bại nho nhỏ làm cho người đó có cảm giác rằng là trời đã sụp đổ ở trên đôi vai của mình. Ta là kẻ bất hạnh nhất ở trong cuộc đời này, ta không còn một lối thoát nào hết. Tại sao nỗi khổ niềm đau không đổ dồn lên ai mà chỉ đổ dồn lên tôi mà thôi? Chứ đó là thói quen cường điệu quá, quan trọng quá một sự thất bại. Mà giới sinh viên học sinh ngày nay đó đang bị cái sức ép rất lớn, bởi vì một phần nó do ảnh hưởng của cha mẹ chì chiết con em mình nhiều quá, biết rằng là cái năng lực con em của mình đó, có nỗ lực chớ nào đi nữa nó cũng chừng đó thôi, mà mình lại ép nó và mắng chửi nó nặng quá, cho nên nó vừa mặc cảm với bạn bè, với trường lớp, rồi về nhà không được cái sự đồng cảm của cha mẹ và những người thân,
cho nên nó thấy là đời sống nó trở nên vô vọng, mất hết ý nghĩa, và nó tìm cái nguyên sinh như là một giải pháp bế tắc. Theo tâm lý học tái sinh đó, thì những người như vậy đó, khi sanh ra nó có một cái thái độ chán nản, thất vọng, dễ bỏ cuộc nữa chừng lắm, và có một cái trầm cảm nặng nề đó. Ít có chịu giao lưu tiếp xúc, và cái tâm lý mà trốn trại đó, trước những khó khăn nó nặng hơn, cao hơn là những người vượt qua được nó. Do đó nó là một cái tình trạng chung. Nước Pháp đó là một nước tiên tiến và văn minh. Cứ mỗi một năm như vậy là có khoảng, cứ một ngày như vậy là trung bình có khoảng là 30 người tự tử do thất bại. Nếu chúng ta nhân lên cả toàn quốc cho 365 ngày thì như vậy một năm có bao nhiêu người chết do tự tử? Lớn lắm. Thống kê sao học cho biết là họ là những người rất thành công, chứ phải thất bại đâu. Nhưng mà họ có thể bị va vấp tình yêu, họ có thể bị một cái chuyện gì đó bức xúc quá chịu không nổi, và đã chọn lấy cái con đường tự vẫn. Đó là một sự bế tắc. Cho nên là khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu ở con em của mình nó không có màng đến chuyện ăn uống bình thường, thì nó trang sức thế này thế kia, mà những cái ngày mà nó buồn nó gần như nó không có nghĩ tưởng đến chuyện này nữa, thì ta biết rằng là cái buồn nó đang khống chế, thì ta phải quan tâm hỏi han, khai thác. Có nhiều đứa đó nó hướng nội nhiều quá, nó không muốn chia sẻ vì nói ra nó sợ bị người ta biết về cái nỗi đau của mình, thì phải tìm cách khéo léo làm sao cho nó thấy mình là như là người bạn, để nó có thể giải bày tâm sự, thì ta mới có thể cứu giúp người đó. Chứ bằng không nó chờ cái tình trạng quyết định rồi đó thì mọi thứ nó đã quá muộn màng, mà để là cái hậu quả niềm đau rất là lớn. Vấn đề ở chỗ là khi ta nhận thức được rằng là sự đào tẩu ở trong cái khó khăn và thất bại không phải là một giải pháp, thì phải có bản lĩnh là đối diện để vượt qua nó. Và đây là cái nghệ thuật được Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là hai lớp nhân quả. Lớp nhân quả đầu là khổ đau, lớp nhân quả thứ hai là giải pháp. Rất tiếc rất nhiều người trí thức ở Việt Nam chỉ lấy một cái phần ở trong bốn phần của Tứ Diệu Đế, đánh giá rằng đạo Phật bôi đen cái nỗi khổ niềm đau, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau làm cho người ta chán nản, thất vọng, cầu an, vân vân. Cái mô hình trị liệu tâm linh của Đức Phật đó rất là bản lĩnh. Đầu tiên đó, dạy chúng ta phải thừa nhận khổ có mặt như là một thực tại, tức là khổ đế. Đế là chân lý, sự thật về khổ đau. Ví dụ mình đang có bệnh ung thư thì phải thừa nhận rằng là tôi đang vương chứng bệnh ung thư, chứ không thể giấu giếm nó, để tôi sống chung với nó, tôi vượt qua nó bằng cách là không để nỗi sợ hãi khống chế mình. Tôi đang bị cái chứng bệnh siêu vi gan C thì phải thừa nhận và nói để cho mọi người cùng biết, và ta cùng sống để vượt qua nó. Chứ mình bệnh nặng mà hỏi là tôi có bệnh gì hết, là những người đó là thuộc là liều. Ta không quan tâm đến nó bằng cách là không cường điệu quá cái bệnh, để cho cái bệnh nó không khống chế tâm lý và tinh thần. Nó là một nghệ thuật. Nhưng phải thừa nhận mình đã có bệnh. Thì nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, thất bại trong cuộc đời cũng như thế. Nó là một thực tại khổ đau. Phải thừa nhận. Thứ hai đó, thấy nó không phải để chạy trốn. Đức Phật dạy, ta phải phanh ra manh mối, gốc rễ, dây mơ, rễ má của nó nằm ở chỗ nào. Do mình hay do người, do chủ quan hay do khách quan, do hoàn cảnh hay là do tất cả những thứ này tạo ra. Đó là cái quy trình nhân quả thứ nhất, đối diện khổ đau. Quy trình nhân quả thứ hai đó, Đức Phật dạy, nếu ở bên kia là khổ đau thì bên đây nó có hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Ta phải tin rằng ta có cơ hội để phục hoạt sức khỏe bình thường, để giải phóng hết tất cả những cái chứng bệnh đang vương mang. Và không có cầu nguyện dân sinh, Đức Phật dạy bát chánh đạo là con đường để thực tập, để giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả chúng ta mong đợi. Như vậy là lớp nhân quả thứ hai là giải pháp cho các vấn nạn, cho các vấn đề. Thì những người bị thất bại, chán nản, vô vọng, tuyệt vọng đó cũng cần phải lưu tâm điều đó. Hồi cuối năm ngoái đó thì có một cô kỹ sư khoảng 30 tuổi hoài. Khi cô đến với chúng tôi là chờ một người dì dẫn đến. Người dì là một Phật tử thường nghe chúng tôi giảng tại chùa Ấn Quang.
Trước khi đến thì cô đã cho chúng tôi biết là cháu của cô đó đã tự tử lần thứ 5. Rồi cái ngày dẫn đến cho chúng tôi đó thì trên cổ vẫn còn những cái nét quằn do thắt dây đó. Thì cái bữa đó cô thắt dây trên cái chiếc quạt máy nhảy tầng ten, thì lúc đó đó là điện nó bị cúp, cho nên người ta phải đi tìm ra để sửa. Thì cổ vừa mà thắt dây nhảy khỏi cái ghế thì người ta đang sửa cầu dao, ta đi vô cái phòng đó ta mới thấy. Cho nên là cổ muốn chết mà chết không được, 5 lần nỗ lực mà chết không được. Tìm hiểu ra mới biết rằng là có một cái ông giám đốc công trình á, tuổi bằng 3 của cổ. Cô từ ở vùng miền quê lên, cho nên là đem lòng thương cho tiền cho bạc, mà ông này thì có vợ rồi, người vợ lớn phát hiện ra cho nên hăm dọa này nọ các thứ. Rồi ông này đó, ông sợ quá đâu có dám mà thực hiện theo lời hứa, nào là cho tiền này, nào là cắt nhà, nào là mua xe. Cô này có thấy là cuộc đời của mình nó hẩm hiu quá, cho nên cô thấy là ý nghĩa cuộc đời không có nữa từ bữa mà chết. Khi đến đó thì chúng tôi đã thuyết phục và giải thích rất là nhiều. Thì sau 2 tiếng giải thích đó, thì nội dung chủ yếu nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất, đừng nghĩ là tình yêu và tiền bạc là tất cả. Có nhiều người sống không có tình yêu mà vẫn hạnh phúc, bởi vì họ chuyển cái tình yêu thành tình thương. Chẳng hạn như những người là độc thân, hoặc là những người dấn thân xã hội cộng đồng suốt cuộc đời không lập gia đình, mà trên gương mặt của họ vẫn có niềm hạnh phúc an vui thật sự, chứ không phải là sự gượng gạo giả vờ, vì họ biết thay thế cái niềm hạnh phúc bằng một cái khác có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn về xã hội và cộng đồng. Của cái vật chất chỉ là một phương tiện để tạo dựng cái hạnh phúc giác quan mà. Còn hạnh phúc nội tại mới là hạnh phúc thật sự. Đó là sự làm chủ được cảm xúc, không để cho nó thăng trầm lên xuống ở trong những tình huống thuận và nghịch khác nhau. Điều thứ hai đó, nó không có nghĩa lý gì khi mà chúng ta làm bé, là bởi vì đó, nó là một sự lén lút. Những cuộc tình như thế đó, nó rất là vụng trộm, và con người phải sống trong sự thấp thỏm lo âu nhiều lắm. Rồi khi mà những cái lời hứa hẹn không được thỏa mãn là chúng ta cảm thấy là bế tắc. Cho nên cô vẫn rất là xinh đẹp, là một kỹ sư giỏi, ta hãy tìm một người chồng xứng đáng để trao thân gửi phận. Có thể là tiền ít hơn là cái ông chủ xây dựng đó, mình sẽ sống có thể là nó không đầy đủ như thế, nhưng ta có được hạnh phúc thật sự, khỏi phải bị cái người vợ lớn dằn vặt như là luật pháp cho phép, và cũng không có gây cái nghiệp phá hoại gia căn hạnh phúc của người, vì cái hậu quả đó nó nặng lắm. Điều thứ ba đó là hãy tự đứng lên từ bàn tay khối óc của mình. Cô có một phước báo lớn, có thể là một đời kiếp nào đó đã từng gieo những hạt giống phóng sanh, bảo vệ môi trường, ủng hộ sự sống nói chung, cho nên á cái kết cặn kề mà mình vẫn còn sống còn. Nhiều người ta muốn sống có tiền để sống mà sống không được, giàu sang phú quý, triệu phú địa phú mà chết ở tuổi 30, 40 nhiều lắm trên thế giới này. Cho đó mình phải thấy rằng mình đang có một cái phước mà không hưởng đó là một sự dại dột. Thì sau cái buổi chia sẻ đó thì cô trở nên rất là phấn chấn, bây giờ thì đang chuẩn bị lập gia đình. Nói chung là những người thân mới có thể giúp được cái người bế tắc khỏi cái tình trạng chọn giải pháp tự tử như là một cái hướng đi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên đó là cha mẹ người thân phải theo dõi, thấy những cái biểu hiện khác thường, nhất là chán nản, thất vọng, không buồn ăn, không buồn uống, không trang sức đối với phụ nữ. Rồi không còn thiết tưởng đến cái gì hết, thì chúng ta biết rằng là cô này hay là anh này đang rơi vào cái tình trạng muốn tự vặn, thì ta phải giúp đỡ liền. Nếu mình không đủ sức thì phải dẫn đến những người mà có cái năng lực tâm lý để tư vấn, để tháo mở, chứ bằng không nó có thể trở thành quá muộn màng. Trong tình huống thứ ba đó, đó là cái việc mà thuyết giảng ở trong các trại giam và cái vấn nạn ma túy trong giới trẻ đó nó đang báo động. Việt Nam có cơ hội là nhảy vọt và tăng cao. Rồi rất nhiều người đã bị những cái chứng bệnh của thế kỷ, chứng bệnh là thần chết, đó là HIV và AIDS, do tiêm nhiễm bởi những cái ống chích của những kẻ hút chích,
hoặc là con đường tình dục sau khi hút chích rồi thì họ lại thích hưởng thụ những thứ này, gây ra cũng khá nhiều, và những con đường ăn chơi khác. Chúng tôi đã từng đến các cái trung tâm cai nghiện ma túy đó để thuyết giảng, và tới đây đó giảng rất là khó. Họ đã sống trong cái ảo giác của cái loại ma túy, làm cho họ đang lân lân ở trong cảnh giới tiên bồng lạc cảnh, và những cái lạc thú khác đối với họ nó không còn áp phê nữa. Giống như chúng ta uống thuốc quá liều đó, ví dụ còn trẻ 20-30 tuổi mà ngày nào cũng uống thuốc ngủ thì sau này là sẽ khó mà có uống cái gì có thể làm cho mình ngủ được lắm. Ta phải làm, phải tập luyện, phải điều chỉnh tâm lý thần kinh, không có coi phim, không có suy nghĩ nhiều trước khi ngủ. Rồi ta phải lao động tay chân để nó tạo sự mỏi mệt cho giấc ngủ diễn ra. Ta phải thiền quán để buông xả những sự căng thẳng, những mối lo âu, những sầu muộn, thì giấc ngủ mới diễn ra một cách an lành. Hoặc là ở tuổi trẻ mà lại uống sâm quá sớm thì sau này là gần như là không có một cái dược chất gì nó vô nó hỗ trợ mình được nữa, nó quá đô đấy. Cho nên á, là những người mà dương vào chứng bệnh nghiện, mặc dầu nó cắt cơn á, có thể diễn ra trong vòng 3 tuần lễ, do vì cái không gian cách biệt, không có ai chu cấp cho mình, cho nên cái cơn nghiện nó hành hạ làm cho có người bị nghiện bị giặt giả suốt mấy ngày đầu, ghê gớm lắm. Nhưng mà và rồi người đó sẽ làm quen. Nếu như cha mẹ người thân á, giàu có thương con đúng cách, trong lúc mà con mình được đi thăm nuôi mà mình dí thêm một vài cái gì đó nữa thì sau khi về nó sẽ trở thành nghiện nhiều hơn, giống như đói người ta sẽ ăn nhiều hơn là đang lúc đó. Do vậy ta phải hết sức là hợp tác với những cái trung tâm cai nghiện để cho con em mình vượt qua cái này. Chúng tôi giảng họ cảm nhận nó cũng rất là ít. Ngay cả mỗi lần khi đi giảng, chúng tôi mời các ca sĩ ngôi sao ở miền Nam đó vào trại tù, vào trung tâm mại dâm, vào trung tâm bảo trợ xã hội, thì người ta mạnh dạn cùng ca cùng vui, không có ngại ngùng gì cả, bởi vì họ tin cái năng lực tầm bế của mình, và cuộc đời không nên nhìn bằng cặp kính màu đó với họ. Thì tại những cái trung tâm ma túy đó họ không dám ca, bởi vì cái lời ca tiếng hát nó không áp phê. Họ sống trong cái áp phê lớn hơn, tiếng ca tiếng hát nó không có làm cho họ hấp dẫn nữa. Cho nên vào đây sinh hoạt nó rất là khó, để mà chuyển đổi tâm thức của những người này khó vô cùng. Chúng tôi thuyết giảng về những cái nghệ thuật để chuyển hóa thói quen, vượt qua cái thói quen để cho nó không bị lệ thuộc tâm lý, không lệ thuộc thân thể, thì họ mới thật sự là người tự do và hạnh phúc. Thì điều đó cũng đủ thấy rằng là những người bị dương vào những cái chứng bệnh này khổ khổ sở lắm. Tiền của mất hết để hưởng thụ, rồi khi mà tiền không đủ đáp ứng trở thành trộm cắp và làm những cái tệ nạn xã hội khác nữa. Cho nên nó đầu mối của rất nhiều thứ tệ nạn. Do vậy mà thế giới này đã nhiều quốc gia đã xem cái tội mà buôn lậu ma túy đó rất là nặng, và có nơi đó là tuyên án tử hình. Nếu mà buôn ở một mức độ nghiêm trọng nào đó là phải tử hình, bởi vì nó gây cái hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và cộng đồng. Việc mà đưa Phật pháp lên các chương trình truyền hình đó, nó là cái nguyện vọng của rất nhiều tăng ni, những người Phật tử nói chung, nhưng không phải điều chúng ta muốn là có thể thực hiện được, nhất là ở trong những cái nước thuộc cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, đạo Phật không thể nào được xem như là quốc đạo. Và rất nhiều người làm cái công tác giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm truyền hình, báo chí, còn có cái nhìn sai lầm về đạo Phật, rằng là mới tính gì đâu, huống hồ làm sao họ dám mà đưa lên cho TV truyền hình. Và quan niệm về tôn giáo ở trong chính phủ nó cũng có phần khác, cho nên đó là các chương trình gì gắn liền với tôn giáo thì nó khó được chấp nhận lắm. Vừa rồi quý vị biết là Ủy ban Tổ chức Quốc tế và chúng tôi là tổng thư ký, sau rất nhiều phương hợp với lại Ban Điều phối Quốc gia và với luôn cả Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, chúng tôi đề xuất luôn cả Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn về các chương trình truyền hình trực tiếp, gồm có khai mạc, bế mạc, rồi lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình, 3 chương trình văn nghệ đặc sắc và một số chương trình khác. Họ chỉ chấp nhận 3 chương trình thôi, còn những chương trình văn nghệ gần như không được. Mà văn nghệ nó thuộc về văn hóa, thuộc về nghệ thuật, nó ảnh hưởng hay lắm.
quần chúng người ta thích cái này hơn là chương trình khai mạc và bế mạc. Vì khai mạc bế mạc phải có một cái trình độ căn bản nhất định mới có thể cảm nhận được. Còn quần chúng đó, văn nghệ, một cái bài thuyết giảng có thể một tiếng đồng hồ người ta nghe người ta buồn ngủ, không tiếp thu được bao nhiêu, nhưng một bài ca nhập Phật pháp trong vòng 5 phút nó có thể thay thế cho một bài thuyết pháp. Chúng tôi làm công tác thư ký ban văn hóa trong vòng 5 năm, đã nỗ lực thực hiện trên 40 đĩa nhạc Phật giáo và cải lương Phật giáo, 60 đĩa ngâm thơ về Phật pháp. Thấy rất rõ cái hiệu ứng tâm lý khi mà các chương trình này đã được phát thanh ở trên đài truyền truyền thanh, là phát sóng ở trên đài truyền hình. Và trong vòng 4 năm qua chúng tôi đã nỗ lực đã đưa được chương trình ca nhạc Phật đản và cải lương Phật đản ở trên HTV 7 và 9, và cả một nỗ lực rất là khó mới thành công. Do đó đó là chúng ta phải làm từng bước, và quý Phật tử sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Chương trình gì nó gắn liền với tôn giáo ta dè dặt lắm, đó là chính sách tôn giáo của chính phủ. Nếu nó được những cái đề xuất dân sự đó thì cái mức độ chấp nhận nó sẽ cao hơn, vì chương trình nào nó cũng có những cái tiếng nói đề nghị của quần chúng đó. Ví dụ đó, nó có những chương trình nhạc thì bây giờ đó, nếu quý vị mà đề nghị có tiếng hát của Phương Thanh, tiếng hát của Đan Trường, của Lam Trường, của Mỹ Tâm, của Mỹ Linh, của Cẩm Ly, thì những người này đã từng hát những cái bài ca nhạc Phật hết rồi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cái đĩa nhạc đó. Quý vị đồng loạt khuyến khích, nói chúng tôi xin yêu cầu chương trình nhạc này hãy phát sóng cái bài ca của Phương Thanh về đêm tụng kinh Pháp Hoa. Mà nếu như cả 100 người, 200 người mà đồng loạt gửi về thì ta thấy đây là tiếng nói của quần chúng, cho nên người ta đưa lên trên đài thì nó lệ lạc cho Phật pháp. Thì cũng tương tự như thế đó, rất nhiều cao tăng, nhiều hòa thượng, ni trưởng, tăng ni, chúng ta là thuyết giảng ở tại miền Nam không là mấy ngàn, có thể là vài chục ngàn các băng giảng khác nhau, nhiều đề tài rất là hay, và chúng ta đồng loạt gửi thơ có địa chỉ, có số điện thoại để liên lạc đàng hoàng, xin đề nghị chương trình trên VTV1 nó có một chương trình rất là hay, chúng tôi quên tên chương trình đó, là nói những cái tấm gương hay đó mà vượt khó thành công, hoặc là những chương trình phỏng vấn đó, quý vị hãy gửi cho người biên tập chương trình đó và đề nghị là hãy nên phát sóng cái chương trình này, chúng tôi thấy hay lắm, gửi một cái đĩa CD về cho họ, đính kèm theo cái lời yêu cầu của chúng ta. Mà nếu như vài trăm người mà làm như thế thì cái người biên tập chương trình thấy đây là nhu cầu của xã hội chứ không phải là nhu cầu tôn giáo của ông thầy, thì họ dễ dàng chấp nhận hơn là giáo hội gửi một văn thư yêu cầu. Vừa rồi Đại lễ Phật đản là chính phủ tổ chức đó, ấy thế mà cái chương trình phát sóng nó còn có giới hạn như thế. Ngày nay đó thì chính phủ đã bớt đi cái phần bao cấp rồi, xã hội hóa truyền hình, truyền thanh, cho nên đó là các chương trình đó luôn luôn gắn liền với tiền. Mỗi một kênh truyền hình như vậy, nó bán mỗi một chương trình đó, nhất là giờ vàng đó, nó cả bạc tỷ, một giờ đồng hồ đó là bạc tỷ, 8 giờ, 7 giờ tối, trên VTV1 là cả tỷ đấy, chứ không phải là rẻ tiền. Còn những chương trình khác là tối thiểu đó là mỗi một phút là 1 triệu đồng, một chương trình 100 phút là 100 triệu. Thì người ta cho mình một vài slot về quảng cáo, mỗi một slot quảng cáo là khoảng 10 giây. Thì cái người mà mua cái kênh với cái giờ phát sóng đó, ví dụ 100 triệu, họ phải đi vận động các cái công ty xí nghiệp chấp nhận những quảng cáo thương hiệu đó để ủng hộ cho chương trình, lời ăn lỗ chịu. Cho nên khi chúng tôi làm những cái chương trình Phật đản ở trên đài thì phải cũng gặp những khó khăn này. Do đó là nếu quý Phật tử là các doanh nghiệp lớn đó, thay vì chúng ta tốn tiền quảng cáo vào những hoạt động khác thì chúng ta nên ủng hộ cho những chương trình Phật pháp. Có nhiều cái đài nó chấp nhận những cái kênh về văn hóa xã hội, nhưng mà đừng gắn liền tôn giáo. Tôn giáo tại sợ lắm, vì chính trách của nhà nước chúng ta đang còn hạn chế. Ta gắn liền những chương trình đó với từ thiện, với xã hội, với văn hóa, và cũng từ cái phương pháp này chúng tôi có cơ hội đi vào trại giam, vào các trung tâm như vừa nêu, dễ dàng hơn những người khác. Bởi vì chương trình chúng tôi gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Bảo Quốc, Hồng Dân và nhiều cái ngôi sao khác. Còn cải lương thì có Thanh Ngân, Ngân Huệ, Kim Tiểu Long và nhiều người khác nữa. Rồi ngoài ra đó thì còn có chương trình từ thiện, mỗi một người dành được phát phần quà từ 50.000 đến 75.000 cho mỗi một chuyến đi.
Thì như vậy là những người mà ta hỗ trợ để giúp cho mình đi vào thuyết pháp giảng kinh, để làm cho cái nghiệp của những người bất hạnh nó giảm đi, và hiệu quả trong phương diện quản lý nữa. Người ta có cái lý do để trình và thuyết phục lên cấp trên của mình. Nếu cấp trên không cho phép thì họ không có bắt bẻ được, bởi vì chúng tôi làm chương trình văn hóa và từ thiện mà, chứ đâu phải là chương trình tôn giáo đó. Cho nên cái bài thuyết giảng chúng tôi không nói là bài thuyết pháp, mà nó là chia sẻ những cái kinh nghiệm về đời sống đạo đức thôi. Gắn liền với tôn giáo là bị trở ngại, nhưng mà gắn liền với đạo đức, về văn hóa thì được hanh thông. Thì đó là cái cách mà chúng tôi đã làm. Do đó chúng tôi đề nghị quý Phật tử là hãy viết thơ yêu cầu đập loạt có phương pháp ở nhiều địa chỉ khác nhau. Thì cái người biên tập cảm thấy là đây là một cái nhu cầu rất lớn, cho nên người ta đáp ứng theo. Chưa tôi thuyết giảng trong vòng vài năm qua đó thì có khoảng là trên 600 đề tài. Những đề tài chuyên về triết học, chuyên về tôn giáo học cũng có. Những đề tài về kinh cũng có, những đề tài về xã hội học, những đề tài về tâm lý gia đình, những đề tài về những mối quan tâm của xã hội như là những vấn nạn ma túy hay là sida, hay là nạn phá thai, hay là tình dục trước hôn nhân, hay là những cái nghệ thuật để vượt qua khổ đau, vân vân. Hầu như là nhiều đề tài chúng tôi đã thuyết giảng rồi. Quý vị nếu thích thú những đề tài nào, hoặc là nhiều đề tài của nhiều tôn đức khác đó, thì có thể chọn và dẫn động bạn bè của mình gỡ về những cái chương trình để nó được chấp nhận. Còn nếu chúng tôi mà tự làm việc đó thì ta nói cái ông này muốn truyền bá tôn giáo trên đài đâu có được. Nó là một cái nghệ thuật. Nếu chúng ta đồng lòng và có phương pháp thì chúng tôi tin chắc rằng là các chương trình như thế được chấp nhận dễ hơn. Gần đây đó thì bốn bài thuyết giảng trong trại tù, bài đầu là Quay đầu là bờ, thứ hai là Tự do nội tại, thứ ba là Bỏ khiếp giang hồ, thứ tư đó là Làm mới cuộc đời, và thứ năm đó là Đứng dậy sau chấp ngã, đã được đưa tin ở trên VTV1 mỗi lần là 3 phút. Lần đầu tiên đó là ngày 14 tháng 5, 13 tháng 5, tức là trước Phật đản sau cái ngày họp báo của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, thì Thông tấn xã Việt Nam á, tình cờ có ai tặng, cho nên là họ thấy hay quá, họ đưa tin sau cái phần mà phát biểu của chúng tôi. Lần thứ hai đó là ngày 2 tây tháng 6, sau khi thường trực của VTV1 cùng đi với chúng tôi vào trong trại giam K20 cho cái buổi thuyết giảng 31 tháng 5 2008, thì họ đã có một cái phóng sự và đã phát sóng ở trên đài. Cho nên chúng tôi tin chắc là những người mà biên tập đài có một cái nhìn rất là khách quan, khi nhìn thấy cái gì có giá trị thì họ sẽ công bố thôi. Thì chúng tôi là không có thời giờ để tiếp tục nói kết, do đó quý vị có thể làm công việc đó thay, là chọn lọc những cái chương trình nào hay mà nó có giá trị giáo dục về xã hội, về gia đình, chứ đừng có đưa những bài kinh cao siêu quyền diệu lên, ta không chấp nhận đâu. Nó gắn liền với các mối quan tâm xã hội thì cái tính chấp nhận và phát sóng của nó sẽ cao hơn. Và thứ hai đó là nếu như cái điều đó không được chấp nhận vì vấn đề xã hội quá, truyền hình và truyền thanh, thì ta làm với cái dạng thức là mua kênh rồi phát, ta đi vận động các doanh nghiệp tài trợ thì nó vẫn tốt và nó được hiệu quả cao hơn nhiều. Những cái chương trình phát sóng trên VTV1, VTV3 đó nó thuộc về cái chính sách à. Còn VTC1 và VTC đó thì nó được nhiều hơn. Có nhiều kênh đó nó vẫn còn trống mà, ta có thể ký hợp đồng, mà thường nó muốn ký hợp đồng phải mất đến 2-3 tháng mà. Chúng tôi nghiên cứu về cái này cũng khá kỹ, vì cũng muốn cho các chương trình Phật pháp đó nó được rộng mở trên các phương tiện truyền thông. Giảng một bài giảng á, vài 300 người nghe, ở trong Nam thì được 1.500 người, ở tại chùa Hoằng Pháp thì được 3.000 người là hết rồi. Nhưng nếu chúng ta phát sóng một chương trình hay đó, hàng triệu người coi, cái tác dụng tâm lý đó và trị liệu ở trên các kênh truyền hình và truyền thanh nó cao gấp nhiều lần so với thuyết giảng bình thường. Thì sức khỏe bình thường ta nói là các Phật tử mới đi nghe, còn trên kia là những người không phải Phật tử ta cũng xem đấy, và tác dụng xã hội nó cao lắm. Mơ và mong muốn thì đã khá lâu rồi, nhưng mà thực hiện thì chưa được, vì những cái giới hạn tự do về truyền thanh truyền hình ở Việt Nam chưa có. Ở tại Đài Loan á, thì họ có đến cả 7 đài Phật giáo phát sóng 24 giờ một ngày. Thái Lan cũng thế, và họ luôn có luôn cái parabol
để phát sóng toàn cầu. Nếu mình có những cái parabol, chúng ta có thể tiếp sóng được những cái chương trình Phật pháp đó. Chúng tôi rất là mơ ước đến một cái tương lai gần nào đó Phật giáo Việt Nam sẽ có được những kênh truyền hình riêng. Chúng ta đưa điện ảnh Phật giáo vào, chúng ta đưa nhà Phật giáo vào, chúng ta đưa kịch cải lương Phật giáo, các chương trình phóng sự, ngoài những cái mà thế gian người đời đang quan tâm, thì chúng ta cũng có thêm những cái chất liệu của Phật vào để giúp cho cái việc truyền hình nó đạt được cái giá trị truyền thông và giáo dục của nó. Chứ phần lớn ngày nay phim ảnh chúng ta thấy nó khai thác cái yếu tố gọi là bạo lực, tình dục, hưởng thụ, khai thác những cái tâm lý thầm kín con người do luật pháp nghiêm cấm ngoài xã hội để cho người ta thỏa mãn đó, để làm giàu đó. Thì đạo Phật đó sẽ góp phần để mà chấn chỉnh là những thứ đó, cho những cái chương trình hết sức là nghệ thuật và có giá trị giáo dục cao hơn. Vì dĩ nhiên cái này nó đòi hỏi đến cái kinh phí đầu tư khá lớn, vài triệu đô la chứ không phải là chuyện thường, thậm chí có thể vài chục triệu đô la nữa cho các trang thiết bị để hình thành ra một cái đài truyền hình. Và nếu chúng ta có nỗ lực thì chúng ta có thể làm được. Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa